Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới, game thuộc chủ đề xây dựng mà tôi thường hay chơi trên kênh. Con game này nó cũng đã ra mắt khá lâu rồi, nên hôm nay chúng ta vô game luôn. Cái đoạn giới thiệu gì trong con game này nó cũng có rồi. Game này thì nó chủ đề xây dựng nhưng mà nó hơi dị dị một tí nha. Anh em nhìn cái tựa game là anh em thấy nó dị liền. Honey, I joined a cult. Cái này là ông xã bà xã gì đó, tôi có thể tham gia một cái tôn giáo không? Tôi đã tham gia cái tôn giáo rồi đây. Nên mà con game này nó thuộc thể loại xây dựng nhưng mà hướng đến yếu tố gọi là tôn giáo. Trong vai đó thì mình sẽ đóng vai một cái giáo chủ luôn, gọi là cái giáo chủ của mà thiên địa hội hay là cái gì đó hội chẳng hạn. Rồi sau đó thì gây dựng cái giáo phái mình lên, xây dựng những rất là nhiều thứ công trình trong này, chủ yếu là tẩy não mị dân, lôi kéo những cái tín đồ gì đó. Sau này từ những cái công việc bình thường cho đến những công việc phạm pháp luôn. Cái này là cái đoạn intro đầu game nè, mới vô thì họ giới thiệu vào ngày thứ 52. Cái gì đó xảy ra hình như là hơi sai sai cái gì đó. Bên này là bên FBI gốc thành đoa. Giơ tay lên, đầu thú sẽ được phan hồng. Game này nhạc nó hơi chán nên tôi mở nhạc ở ngoài nghe tầm tầm nha. Rồi, những cái thằng người tham gia ở đây đều bị hốt đi hết. Lấy những tất cả những vật dụng có thể. Cái thằng này là tín đồ của ông giáo phái Bạch Tuộc nè, anh em thấy nó đội Bạch Tuộc ở đầu không? Bây giờ thì thằng chủ tuy chưa bị bắt nhưng mà mấy tín đồ cuồng tín này nó bị bắt hết rồi. Cái mà thế lực này thì nó tôn thờ cái gì ta? Con cá vũ trụ à? Này thì bố láo là chích cả nhân mặt liền. Sếp, cái điều này có đúng đắn không đó? Chưa chắc nữa. Nhưng tôi nói bạn anh ấy là một phần của con cá và vũ trụ đó. Chủ yếu là mình mỹ dân là mình kiếm tiền thôi. Anh em nhìn mấy cái bức tượng đó nè. Đây nè, đây nó nè, đây con đó nè. Trời ơi, nó còn đội Bạch Tuộc bên đầu nữa. Nên này bây giờ đã xong rồi, nó sẽ sớm bị mà đóng cửa thôi. Mặc dù chúng tôi không có bằng chứng về cái hành vi phạm tội của anh đâu, nhưng mà tốt nhất anh nên lại đừng có lang thang ở đây nữa. Tất cả mọi người rồi cũng đi hết rồi, anh điên này chắc cũng đi luôn. Đang xử lý cái vấn đề này thôi, thằng giáo chủ này chắc nó chưa bị bắt đâu. Rồi, thằng giáo chủ này bây giờ nó bỏ qua bên khác thì không biết thằng này nó là phản diện hay là mình đó. Bây giờ thì mình sẽ đóng vai một thằng giáo chủ mới, xây dựng lại một cái môn phái của một cái giáo phái. Rồi nó bắt một đàn tín ngưỡng nè, thằng nào nấy cũng cười te tét cho nó. Mỗi thằng đầu tiên này là cá thì bây giờ đã xong. Thằng giáo chủ nó ôm một cái ba ly tiền nó trốn đi kia. Biểu tình nó bạo loạn hả? Cái này là nhà báo Gilbert Cahill. Cái này là thám tử Belushi. Nhìn ngầu đét ha. Bạn đi đâu đó? Này đây đây, đứng chờ sẵn hả? Ừ. Mày không nhìn thấy đâu đúng không? Ừ, thì vãi nó chọc mù mắt nhỏ luôn. Tiêu diệt nhân chứng à? Tao sẽ có một cơ hội thứ hai để thay đổi tất cả mọi thứ. Nó đẫm thêm cái nữa chứ. Đã đến lúc rồi, đi cái con đường mới rồi. Đến lúc xây dựng lại một cái mà giáo phái mới của chúng ta. Đi. Đây, nó giáo phái này là giáo phái Bạch Tuộc hả? Thằng này nó đi tìm một cái thằng nó quen để bắt đầu xây dựng cái giáo phái mới. Thay đổi những trang phục, nói chung là dựng lại từ đầu luôn. Dân thì vẫn biểu tình ở đây. Trong con game này có nhiều thứ để mình thu phục lắm. Biểu tình như thế này, bị bắt như thế này là một trong những cái mình thu phục nè. 3 tháng sau. Đó, bắt đầu bây giờ đến thời kỳ của chúng ta nè. Nãy giờ mới là intro game thôi. Đây là cái giáo phái của chúng ta. Tôi tạm thời vào lại để tạo nha. Tạo xong thì chúng ta tiếp tục. Rồi anh em nhìn thấy tôi đã tạo xong cái giáo phái của mình. Lãnh đạo của chúng ta có tên là, địa vị là giáo chủ, tên là Ngù Dần Nghêu. Chữ nghèo này sửa lại được không ta? Để tôi mở thử cái Unity cái. À được được được. Chữ ngù thì không được rồi, có chữ nghèo thôi, ngù và nghèo. Đây là giáo phái của chúng ta, chơi cái tông màu vàng là nổi bật nha. Con chim đội trên đầu thì nó có cái mũ đây, có rất nhiều loại trong này, anh em có thể tạo hình thoải mái luôn. Đầu tiên là cái khuôn mặt nè, cái gâu nè. Gâu thì nó hơi ít tội. Đây, gâu màu xanh lá luôn cho nó nổi, đỏ. Mặt
Mặt thì cái gâu nó che hết cái miệng rồi. Dấu cái chúng ta nên cái mặt nghiêm nghị tí, còn cái này là cái đầu. Cái đầu thì nó hình tròn hình vuông vậy thôi. Còn bên đây là cái mũ, của cái tóc. Tóc hình như hồi nãy tôi để đầu chọc đúng không? Thôi chơi hai cái bản này đi. Mũ nè, mũ thì tôi đang đội con gà lên, có rất nhiều loại này luôn. Đó. Thì anh em mà theo cái tín ngưỡng nào như thế nào anh em có thể tùy chọn, chủ yếu là vui vui là chính thôi, để mà dễ phân biệt con game của anh em với mấy người khác. Tôi thì tôi đội cái con gà nè, cái con bạch tuộc hồi nãy của thanh niên kia nè bị bắt nè. Con gà của tôi đâu rồi? Đó, đây là con gà của tôi sẽ đổi màu cho nó thành màu xanh lá cho nó nổi. Quần áo thì tôi đang chơi cái bộ mà trần như nhộng này luôn, không có quần áo gì cả. Còn bên đây là mấy cái biểu tượng đồ chẳng hạn nè, như cái logo của chúng ta đó, có rất nhiều loại đó. Thì chọn cái con mà giống như con lăng quăng nãy rồi, thiết kế mấy cái logo này nhìn ảo ma phết. Cái này là của ông streamer lên code nè. Rồi con trung tình của tôi đâu rồi? Đây là đây nè, nhìn cái mặt nó hơi ngu một tí, màu xanh lá đậm luôn cho nó tươi. Còn bên đây là những cái tín đồ của chúng ta. Tín đồ của tôi thì tôi sẽ gọi bằng những con cừu non cho nó dễ chăn dắt. Còn mà cái câu bất hủ của chúng ta là cừu non bất diệt, không ai có thể lật đổ cừu non. Còn bên này là cái giáo phái của chúng ta lên là đáy xã hội. Cái câu tôn chỉ của chúng ta là tất cả vùng lên chúng ta tin tưởng vào đáy xã hội. Còn bên này là cái phòng cầu nguyện. Phòng cầu nguyện của chúng ta thì tôi nhìn thấy con này giống trung tình nên tôi đặt tên nó là trung tình luôn. Đây, linh vật hình thánh của cái giáo phái của chúng ta là con trung tình này nha. Trung tinh chứ anh nhầm. Trung tình để anh em hiểu lầm chứ. Rồi, bên này đương nhiên mấy con cừu nó cũng có rất là nhiều loại luôn rồi. Cừu non thì cho nó hai lỗ tai đi. Quần áo thì ăn mặc lịch sự một tí. Đây, giống cừu luôn rồi đó. Rồi, ok, chúng ta vô game. Còn gì nữa không? Này lưu lại rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Giáo phái của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Hello nữa chứ, cái câu mà truyền thống của cái mấy ông lập trình á. À, tôi là nguồn nghèo nhưng các bạn có thể gọi tôi là giáo chủ, chào mừng đến đáy xã hội. Rồi mấy cái này là chào đầu game thôi. Di chuyển camera bằng nút A đây. Rồi ok. Ngoài ra cũng có thể di chuyển bằng cái chuột giữa luôn, điều khiển cuộn ra cuộn vào dùm hết cỡ. Rồi xong rồi. Phao tham, rồi ok. Phao tham là những này thường là sử dụng nút cách đẩy tốc độ lên tối đa. Rồi rồi luôn. Cù bất diệt đó. Rồi bây giờ làm gì nữa đây? Vậy ở đây gì hướng dẫn nhiều quá, chữ nhiều quá. Bây giờ chọn một cái con cừu non để mình xem thông tin về nó. Nó rất nhiều chỉ số anh nha. Con cừu non này không phải chỉ là con cừu thôi. Đó, nó có năm cái cột này nè. Cái cột đầu tiên là cái cột mà thông tin. Nó có tên tuổi là xác định vị trí coi con cừu non nó đang ở đâu, chỉ số của nó là đang hạnh phúc bao nhiêu, cảm xúc tâm trạng nó như thế nào, ống máu rồi cái giường ngủ công việc nó làm ba láp ba láp ba láp, nó còn có câu qua tay nữa chứ. Trời ơi. Rồi bên này mới là cái thông tin chính của nó, gồm 6 cái chỉ số là ăn uống nè, tị nè, chơi bời nè, hồi phục năng lượng nè, tắm rửa sạch sẽ nè, cái sau này là cái gì chả biết luôn. Nó không có mà ít đoạt như cái con nọt lan đâu nha. Game này nó lành mạnh lắm, chủ yếu là nó giết người, nó đâm chém, nó phập lẫn nhau thôi. Bên này là những cái mod của nó, bên này những cái đặc tính của nó nổi bật hay là cùi bắp gì đó. Cái gì? Thằng này nó ghét những cái căn phòng mà quá đơn sơ. Khi cái chỉ số căn phòng dưới 7 thì nó ghét. Cái này là cái thuộc tính của nó. Rồi, cũng khá là bình thường. Rồi, nó cho mình cái thanh mod. Khi mà cái thanh mod này nó tụt xuống đến mức nào ấy, thì nó sẽ điên loạn, nó điên khùng gì lên, nó quậy phá gì đó. Rồi, ok, hiểu rồi. Rồi, tiếp theo là cái top level. Đây là rất nhiều chỉ số luôn nha. Để tôi mở cái note ghi những cái chỉ số của tôi lên này, không biết còn nữa. Cái này là 2, 4, 6, 8, 10. Tổng cộng nó có 10 chỉ số. Cái điểm đầu tiên là cái điểm đồng cảm, là nó sẽ sử dụng ở mấy cái phòng cộng đồng á, mình dụ dỗ mấy anh khách đó. Điểm thứ hai là cái điểm gian manh, là lừa đảo rồi đó. Thì mình thông cảm mấy nó, nhưng mà yếu tố lừa đảo mình cao thì mình mới dễ dụ nó vô cái tà phái của mình. Điểm thứ ba là liên quan đến nấu ăn, ăn uống gì đó. Điểm thứ tư là gián điệp. Gián điệp thì mình có hoạt động ngầm nhiều lắm, nhiều cái vụ trong này là mình phải là chui nhủi. Nói chung là những công việc ngoài vòng pháp luật á. Điểm thứ năm là cái điểm trí tuệ, người thường đi nghiên cứu hoặc là đòi hỏi những cái mà công việc liên quan đến trí tuệ máy móc thôi. Còn cái bảng này là lập kế hoạch. Lập kế hoạch thì có rất nhiều thứ nữa, như là mình mời chào khách hay là mình tăng cái số lượng đồ lên đó. Nói chung là có cái phòng nó làm việc,
Điểm này liên quan đến máy móc tính tiền, gọi chung là cái điểm mà bán hàng á. Thì trong này mình sẽ phải kiếm tiền nữa, cái tiền chính của chúng ta là 30 ngàn nữa nè. Nên muốn kiếm tiền á thì phải có một cái hàng có chỉ số bán hàng và cao mới môi giới mà chào được dạng bánh siêu lơ á. Điểm này điểm ứng biến thì nói chung có rất nhiều thứ luôn, đa năng đa lợi đó. Nó có thể làm việc ở cái phòng bảo trì nè, phòng bếp nè, rồi rất nhiều thứ khác. Điểm này điểm xã hội. Xã hội thì đương nhiên mình giao tiếp với người ta, mình thu nhập thông tin, mình mời chào rồi đó. Nói chung là cái điểm này khá quan trọng khi mình đứng ở cái bàn tiếp tân. Còn điểm này điểm hoạt ngôn, nói năng trước cộng đồng. Đó, nó cho mình khi mà mình tẩy não tín đồ tà giáo rồi đó, mình dẫn nó vô cái phòng này mình đứng mình nói chuyện giống như cái ông gì đó. Tôi không có theo đạo gì hết, tôi cũng không biết nữa, nói bậy bôi bán cái mà mất công chết nữa, tốt nhất đừng nói. Mình đứng trên cái bục á, mình nói xuống rồi mấy giáo dân ở dưới mà quyên tiền ủng hộ rồi đó. Vậy là mục sư phải không ta? Không biết nữa. Rồi. Bên này là nó phân những cái kỹ năng ở trên thành một nhóm cho mình dễ tưởng tượng, dễ hình dung ra. Cái này mấy cái chép. Bên này là mình sắp xếp cho nó làm việc, thì nó giỏi cái nào á mình sắp xếp cho nó làm việc. Hiện tại chỉ mới có ba cái phòng thôi. Cái lobby này là cái sảnh tiếp tân, nơi mình mời chào những cái khách từ 6 giờ sáng tới 20 giờ tối. Còn cái này nữa là cái phòng nhảy nhạc, phòng điểm nhạc cho nó, nói chung là vô đây giải trí thư giãn rồi mình thu tiền. Phòng này phòng trung tinh là nơi để mình cầu nguyện cho những cái con chim của mình. Rồi, tiếp theo là thời gian biểu của nó. Thì anh em chơi mấy con game mà liên quan đến quản lý xây dựng như mà Oxygen, Not in Blue rồi đó thì chắc biết mấy cái này. Tí nữa thì chúng ta tính cái vụ này sau, nhìn nhiều quá nhức đầu quá, lu bu quá. Rồi, mình có thể quản lý tất cả những con cừu non trong cái bảng như thế này. Đó, bảng nó rất nhiều thứ phức tạp chi tiết như thế này. Rồi, 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 rồi. Thẻ Q tab như cái thẻ kỹ năng nó làm được những cái gì đó, còn bên đây là cái thẻ gì đó, bên này cũng cái thẻ gì đó luôn. Rồi, nói chung là chúng ta đi qua năm cái thẻ gì đó. Ok. Bây giờ bắt đầu vô cái công trình xây dựng, chúng ta cần phải xây dựng cái nền tảng đã. Thì cái nào bằng gỗ quét bằng khối ô như thế này, sau đó là đặt cái cửa đó, mình sẽ đặt được à, nó bắt phải đặt cửa như đây đòi hỏi. Rồi bây giờ mình phải bôi mấy cái tường để chia cho nó thành từng cái gian phòng giống nhà tù ấy ha. Hồi đó tôi chơi cái con mà xây dựng nhà tù gì nhận miễn phí cho nên game cũng thú vị phết á, hôm nào rảnh thì tôi chơi lại thử. Rồi, xây bên cái cột bui đầu tiên là mình có thể xây phòng. Những cừu non thì cần phải có nơi để ngủ. Bây giờ mình sẽ vô cái một phòng, gán vô cái phòng này là cái phòng ngủ. Rồi, ok. Rồi, bên này là cái gom menu để show ra những cái thông tin cần thiết đó. Mình sẽ bấm vô những cái trang bị cần thiết trong cái phòng ngủ này thì nó cần cái giường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 cái à. Rồi, mỗi cái thằng thì nó có đồ đạc riêng tư cá nhân của nó. Nên mình phải đặt mấy cái hộp này ở đây. Đó, mỗi đứa thì xài một cái hộp. Cuộc sống của chúng ta hơi giản dị tí nha, nghèo mà. Rồi bây giờ chuyển qua bui cửa. Cửa phòng ngủ thì nên cửa gỗ. Rồi bây giờ chúng ta có nơi cho những con cừu non nó ngủ rồi, cửa luôn. Rồi bây giờ cho nó thành cái phòng này là cái phòng tắm. Mấy này nó cũng sạch sẽ nha. Rồi bấm vào cái phòng này. Chứ cái phòng này thì nó cần là cái hố để mình ị. Đó. Đây, bùi hai cái hố để mình nị nè, đó, ị dung xô nha, hơi nghèo một tí anh em thông cảm. Anh em nào gia nhập giáo phái của tôi thì chịu có thông cảm tí. Rồi, hai cái bồn tắm, đó, ok, nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi, chúng ta có chỗ ăn ngủ rồi đó. Ủa, cái chỗ ngủ rồi chưa có chỗ ăn. Bây giờ chọn một con cừu non rồi đó. Cừu non này đi. Rồi, bấm chuột phải vào cái này, chỉ định cho nó đúng cái chỗ nó ị. Để nó không có ị qua bên chỗ thằng khác, nó không có tranh giành với nhau. Rồi. Bây giờ mình muốn là thiết kế theo kiểu riêng mình thì mình có thể xóa bức tường ở đây. Đây, xóa bức tường ở đây. Ok. Rồi bên đây là mình xóa toàn bộ nguyên cái này luôn. Ok, hướng dẫn xóa. Rồi bây giờ bui cái cửa. Tiếp. Chơi cửa gỗ cho nó đẹp. Thôi cái cửa. Cửa này cửa gỗ mà cửa kính đi. Bây giờ cho nó thành cái căng tin là nơi ăn. Có nơi ngủ, nơi tắm rồi. Bây giờ có nơi ăn. Rồi. Bên nào ta, trái phải trái đi. Rồi cái này là cái bàn căng tin nơi để mình phục vụ thức ăn, còn cái này là cái bàn ăn. Rồi bây giờ đây là cái máy bán hàng tự động, nông cho xây hai cái vậy đó. Máy nước lọc, lọc nước. Rồi ok, chúng ta có nơi để ăn uống rồi đó. Bây giờ đặt ba cái vật phẩm là dạng trang trí cho nó tăng cái chỉ số chất lượng căn phòng lên. Chỗ hoa đi, chậu hoa đặt đâu đẹp ngay cửa. Rồi ok, một cái chậu hoa.
phòng ngủ cũng cho một cái luôn. Rồi bên tắm rửa này cho một cái nữa luôn đó, nên là được ba cái chậu hoa, ba chậu bông gì đó. Bây giờ căn phòng thì nó sẽ có những cái chỉ số như thế này. Đây cái chỉ số nó là level 2, số 11. Không biết cái số là gì nữa đâu, đừng có hỏi thôi. Rồi chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu một cái căn phòng cầu nguyện bây giờ. Cầu nguyện này á, thì mình sẽ ban dạy cái điều giáo găng gì đó thì mình sẽ lên được cái chỉ số này, chỉ số phép gọi là chỉ số tín ngưỡng. Đây cái chỉ số tín ngưỡng của chúng ta đây. Thì cái buổi mà nói chuyện này nó sẽ bắt đầu tự động mỗi ngày luôn, vào cái thời gian vào đó. Bây giờ đợi mới bắt đầu thôi. Chung nhà thờ gõ cái kia. Đó, mình sẽ lên đây mình nói chuyện. Đấy xã hội đang nhìn vào chúng ta, đấy xã hội đang đó, nên nhớ những cái điều rồi hết rồi. Rồi, bộ họ rất là yêu thích cái điều này, khi yêu thích thì sẽ tăng được cái điểm tín ngưỡng của mình lên gần 300 luôn rồi. Bây giờ select cái căn phòng mà trung tinh của chúng ta. Chọn gì? À, cái tab ở đây. Mình sẽ tăng kỹ năng kill, có cơ hội nhận được là 5% cơ hội nhận được cái mà thuộc tính gì đó. Thuộc tính thì đầu game mấy nhân vật của mình gùi lắm nên không cần đâu. Bỏ cái trạng thái hiệu ứng xấu đi. Ủa có được đâu. Nó cho mình coi không à, lừa đảo. Rồi mình làm việc gì càng nhiều quá thì mình sẽ càng nhanh lên kinh nghiệm. Đây, lên kinh nghiệm thì nó sẽ thông báo ở đây. Đầu tiên là có em này. Không đổi tên được, lên kinh nghiệm rồi em này chắc cho cái điểm hoạt ngôn nói chuyện. Rồi có hai điểm nè, nó có hai cái điểm đang có nè. Thì cho em này cái điểm xã hội đi. Cái phòng này nó cần điểm gì ta? Cái phòng lobby này nó sẽ tăng là đúng là cái điểm xã hội với cái điểm mà lừa đảo, đúng kiểu luôn. Đây nè, điểm xã hội điểm lừa đảo nè, tăng hai cái này lên trước để bị mấy thằng giáo đồ nó vô cái của mình. Rồi sau khi tăng cấp rồi không rồi đó. Bây giờ những con cù non sẽ tham gia chúng ta. Rồi cái phòng này là nơi để mình tiếp tân, mình nói chuyện với những con cù non đó nè, một điều rất quan trọng á. Rồi ba lắp gì đó, mình có biết mọi người thích thực sự yêu thích cái gì không? Đó là những cái ô kẻ đường. Rồi không ai muốn đi trên cỏ cả, họ không muốn giẫm lên ông, không ai muốn cái điều đó hết. Rồi chúng ta sẽ vô cách này, chọn cái mà outdoor là những cái khu bên ngoài, bắt đầu những cái viên gạch đầu tiên cho giáo phái chúng ta, màu xanh lá. Xanh lá, xanh lam bây giờ ta. Dương đi, xây cái mà miếng lót đường. 4 củ nữa nghe, 180 đô của tôi đó. Rồi, tôi đã gặp một ai đó ở quầy 3 vào ngày hôm qua, tôi mời anh ấy đến đây để chúng ta có thể lôi kéo những tín đồ đầu tiên. Rồi, đợi thanh niên em gái á ở quán bar hôm qua ghé thăm chúng ta. Rồi, mời chào câu dẫn ở đây. Con bé này bị chấm than là sao ta? Nó dạng thấy xấu nè, tùm lum quá. Ở cái tên thỏ màu đỏ nhìn nó xấu à, nãy biết gì đổi rồi. Rồi bây giờ tín đồ của chúng ta thì tham gia vô cái phòng này đó, xem xét tín đồ của chúng ta thôi. Nó đang rất là hạnh phúc luôn, nó đầy đủ chỉ số máu rồi luôn. Khi cái ống này đầy mình chiều chuộng cho nó, tẩy não nó thành công á, thì nó sẽ gia nhập cái giáo phái của mình. Đây những cái này là những cái bản thông tin của nó bình thường như nãy, thậm chí nó có câu hotel riêng, châm ngôn sống riêng đó. Nó cũng có level nữa, bình tĩnh nó vô mình mới coi được. Đây là những cái căn phòng mà nó hứng thú nè, nó sẽ đi mấy căn phòng này nó cúng tiền cho mình đó, đang khá là vui đó. Bên này thì mình chưa biết nó được, chưa biết nó có cái gì, phải cần có cái phòng tắm hơi gì đó, cái phòng tắm hơi module đó mình mới mà vô đó mình mới tâm sự với nó, mình mới biết nó là giỏi dở cái gì. Thôi bên này chúng ta đã có tín đồ đầu tiên tên là Jasmine Ducan, Jasmine Ducan. Thôi bên này thì có cái thẻ đi xem cái thông tin sơ lược, nó bắt nhiều thứ ba lắp. Tín đồ là những cái con cù non, ủa những cái con bò nơi sẽ cung cấp sữa cho chúng ta, họ hạnh phúc càng nhiều á thì sẽ mà cung cấp tiền cho chúng ta càng nhiều. Ok, dễ hiểu. Đây là cái phòng dạng như là giải trí nhảy nhót gì đó, studio meditation gì đó. Tín đồ nào nếu như không có căn phòng phù hợp với sở thích thì sẽ rất là mau chán của mình. Rồi mình có thể xây rất nhiều loại căn phòng giải trí khác dành cho những cái con tín đồ đó. Bây giờ phải tạo 25 đô đầu tiên, mới có 7 đô thôi đó, nó đang quyên tiền nè. Khi mà mình tẩy não nó, giấu ngôn nó thành công thì đầu nó cúng tiền cho mình. Ok, có tiền 25 đô đầu tiên, anh em thấy chưa gì mà kiếm được 600 ngàn rồi đó.
Bạn của tôi ở quầy bar thì ông rất là hứng thú việc này, sẽ mà tham gia chúng ta để thúc đẩy mà lên cấp cao hơn, chọn cái tín đồ. Rồi bấm vào đây, bấm vào ghi cui để tuyển dụng cái con cừu non này luôn. Tuyển cừu non á thì mình phải nói chuyện dẻo miệng tí nha, nó mới tham gia với mình. Cừu non này chắc cũng dạng cừu bắp thôi. Nè, tình trạng nó rất là nghèo nên nó chỉ lên được 3 level và cái skill nó tối đa là 5. Rồi, đáy xã hội bây giờ đã thành công trong cái việc mở đầu tiền đề. Tài nguyên của chúng ta thì đây quan trọng nhất là tiền. Cái hai nữa là tín ngưỡng, điểm tín ngưỡng. Cái thứ ba nữa là cái điểm gì đó tôi không biết. Điểm này điểm gì? À, điểm nổi tiếng. Điểm thứ tư là cái điểm truyền thông. Mình truyền thông cao á, thì đương nhiên là khách nó đến với chỗ mình nhiều, nó đăng ký làm thành viên nhiều, lúc đó chúng ta chỉ việc đếm tiền thôi. Rồi, bấm vào đây mở cái bảng lên theo dõi mấy cái thông tin chỉ số gì đó. Bây giờ tiếp tục là bui cái cửa nữa. Từ từ hướng dẫn, từ từ cũng nổi rồi. Rồi, cửa. Xong rồi chọn cái phòng này làm thành cái phòng nghiên cứu. Rồi ok, xây một cái bàn nghiên cứu. Xây một cái siêu máy tính. Rồi đặt một cái decor lên. Rồi ok. Bây giờ chúng có cái phòng nghiên cứu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái tiến trình nghiên cứu của chúng ta ở đây. Phòng bảo trì đầu tiên. Nó sẽ tốn 14 cái điểm mà nổi tiếng này. Điểm vàng đi, kêu bằng điểm vàng đi, 14 cái điểm vàng này. Thì nghiên cứu trong thời gian bao lâu đó tôi không biết nữa. Rồi, cái ống này nó sẽ hiển thị cho là, này đặt cái ống dưới này chứ. Nó hiển thị thời gian mình nghiên cứu bao lâu. Rồi, giờ chờ nó nghiên cứu thôi. Nó cho mình làm gì nhanh ta? Sao giá em này màu không sáng gì nè, đứng tiếp tân nữa. Rồi, đã nghiên cứu xong. Bây giờ nghiên cứu cái tiếp cái nhiệm vụ truyền thông, nơi chúng ta có thể đi quảng cáo về cái mà giáo phái của chúng ta. Em. Rồi, đấy xã hội nói với tôi về rất nhiều điều khác biệt. Bằng cách triệu hồi những con bạch tuộc khổng lồ gì đó hả? Xây dựng một cái con đội quân robot gì đó. Rồi, bây giờ cần phải xây một cái phòng mà nghiên cứu để đầu tẩy não định hướng cho cái giáo phái của mình nó phát triển theo hướng thế nào, nhưng mà tất nhiên đầu tiên là chúng ta cần phải có tiền. Rồi, đây là cái nhiệm vụ tiên quyết của chúng ta. Đái xã hội thì cần phải có cái phòng lãnh đạo, phòng nghiên cứu và lãnh đạo của giáo chủ chứ. Rồi ok. Rồi ok biết rồi, bây giờ lên cấp, có thanh niên rồi đó, lên cấp rồi đó. Nó yêu cầu làm cái quái gì tùm lum lên vậy? Từ 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 từ. Bây giờ con bé này là ai ta? Ủa thằng này là ai? Khó phân biệt quá. Cu ly 1. Rồi, cu ly 1 này làm gì bây giờ? Cu ly 1 này là rất là thích dọn dẹp nha. Dọn dẹp toilet, sử dụng toilet rất là nhanh luôn. Nó rất là vô dụng luôn nên không thể làm việc ở mấy cái công việc quan trọng như là cái phòng tuyển dụng, phòng cộng đồng hay là cái gì đó. Phế vật này, đúng phế vật. Không có gì, ngủ khi ngủ cạnh người khác hả? Ngủ ngủ chung mới được, sợ ma. Ở phế vật như thế này thì mình sẽ cho nó làm dọn dẹp được không ta? Dọn dẹp thì không biết cần cái điểm nào. Rồi bây giờ chúng ta quy hoạch lại cái đã, bao game cái. Bây giờ phòng 1 2, cảm giác nó mà từ từ thiếu thiếu làm sao á. Xây được cái đây nè, bỏ là nô. Rồi ok, tốn tiền vãi chết rồi, một pha chuyên ngu rồi. Chỗ này xây thêm mấy căn phòng nữa cho tụi nó ăn chơi cái nè, kéo tới đây luôn. Dơm nhỏ ra dễ xây hơn nè, sao phải tự làm khó mình như vậy. Lên 10 ô rồi ok luôn, chúng ta có khá nhiều cái phòng ốc đầu game này đó. Bây giờ làm gì? Bây giờ mở rộng cái phòng tiếp tân này ra đi. Cái phòng tiếp tân này hình như nó làm bằng gạch phải không? Đó, bây giờ vô cái phòng, chọn cái phòng tiếp tân này.
Phòng tiếp tân là à đây phòng này, quét cái phòng này đó. Bây giờ toàn bộ cái tiền sảnh của mình nó thành phòng tiếp tân hết rồi. Cái phòng này chỉ xây được cái bàn tiếp tân như thế này thôi. Rồi có cái bàn, thêm cái cửa nó cho nó đẹp ha, cho nó đồng bộ với nhau. Cái cửa thì bên này, chọn cái cửa này đó. Chúng ta có hai cái cửa vào, có hai cửa này nó nhìn đối diện nhau đẹp gì, còn hai cửa này nó ngược ngược nha. Cái phòng chả có quái gì cả, tăng thêm cái mà decor gì cho nó đẹp đẹp lên đây, ghế cho khách ngồi đâu chứ. Ngồi đây ha. Rồi đầu game thì chắc hơi ít khách nên 6 ghế thôi. Cái lọ hoa để kế bên lọ hoa lọ bông người đó. Mấy cái bàn này gói đổi màu được rồi đó. Rồi phòng chúng ta khá xịn sò, tốn tiền quá và hồi phá sản luôn á. Còn bên này tôi sẽ quy hoạch thành nhiều cái phòng nhỏ nhỏ khác nhau. Bây giờ thì mình vô mình xây cái mà tường đó, cửa cửa xây cái cửa đây cho nó đi ra dễ, xây cái đây cho nó tông với nhau luôn, xây đây cái nữa để sáng nó ị nó ọt gì đó thì nó đi thẳng vô luôn. Bên này cái cửa nữa, bên này cái phòng ăn thì đây luôn, nãy cửa đi ra cái phòng ăn, cửa đi vào nữa, nhiều cửa anh ta. Ngành cái cửa nó đi. Một nè, hai nè, ba nè. Một nè, hai nè, ba nè. Rồi cửa đây nữa. Rồi này cho cái cửa nó thông từ đây qua đây. Nó có thể đi lên trên nó ăn chơi, cũng có thể đi vào từ đường dưới nó ăn chơi nữa. Bởi bây giờ cần phải xây đầu tiên á là cái phòng bảo trì, trong này đồ đạc nó nhanh hư dữ lắm, kiếm một cái đứa làm bảo trì trước cái đó. Mấy cái phòng trong này thì chắc không cần nó phải phân ra đâu, phòng nghiên cứu thì chắc tôi dời qua đây luôn, dời cái phòng nghiên cứu qua đây luôn. Phòng nghiên cứu thì bên này của mình là bao nhiêu ta, 5x mấy á, 5x8 á, bên này thì 5x6 đi. Đây chúng ta có phòng nghiên cứu 5x6 nè. Rồi tiếp theo là cái phòng là bảo trì, nằm kế phòng nghiên cứu luôn, 5x6 luôn. Rồi chúng ta có hai cái phòng, bên cái phòng nghiên cứu đầu tiên thì đem mấy cái vật dụng bên này qua thôi. Rồi cắt dàn hộp, đặt cái chậu hoa vô chính giữa đó, nhìn nó đẹp nó thẩm mỹ hơn, có đổi được cái gạch sàn đó. Bên này phòng thì chúng ta sẽ gán cái căn phòng này thành phòng trống đi. Rồi phòng này tương đối phòng trống, sau này mình để cái phòng mà làm đồ ăn á, cái gian bếp kế bên, cái gian bếp á kế bên cái phòng ăn uống này luôn cho nó gần. Còn bên này tiếp theo là cái phòng bảo trì, bảo trì thì chúng ta có cái máy thôi dọn như nè. Cái này trong con game Logic mà ít cáp với tôi, anh em sẽ thấy cái xe là dọn đó này, máy móc cùng cái bàn làm việc thủ công. Rồi ok là có hai phòng, còn gì nữa không ta, hết rồi. Rồi bây giờ bắt đầu thôi, chúng ta có 6 con cu ly nè, bây giờ phải gán việc cho từng đứa nữa. Con bé này là chỉ số nó khá là cao, chất lượng nó là trung bình nè, so với mấy cái đứa khác cù bắp lắm nè, mấy cái đứa đó là level có 3 nên mình sẽ cho con bé này làm cái là phó giáo chủ. Phó giáo chủ nha, tên là cái gì, thư ký đi, thư ký phó giáo chủ. Còn mấy thanh niên kia thì cứ mặc kệ đi, tí nữa tính sau. Đẩy, ủa hồi nãy nhớ tăng rồi mà, chỉ số này cao lên, còn đứa nữa lên cấp hả ta. Cu này nó dễ stress lắm nên cho nó làm gì bây giờ, chắc là cho nó đi nghiên cứu mình nó đi. Rồi cu này cho nó thành cu ly một, gọi là nhân viên nghiên cứu. Thường á, mấy đứa nghiên cứu á, nó làm việc về đêm thì nó hiệu quả hơn, nên chúng ta vô cái này nè, chọn cái mà cu ly nghiên cứu, xong rồi qua cái bảng thời gian biểu của nó. Cái màu xanh dương này là cái thời gian nó hoạt động vui chơi, cái màu đỏ này là cái khoảng thời gian nó sẽ làm việc, màu xanh màu xám này thì nó đi ngủ,
nên thằng này thì mình cho nó làm lại ngược lại hết, để cho buổi tối á, người ta đi ngủ á, thì nó sẽ đi làm việc, nên thời gian làm việc của nó thì mỗi đứa mỗi ngày làm việc 10 tiếng à, 5 tiếng ở đây, 5 tiếng ở đây đúng không ta, thấy hơi hiu hiu á, thôi 5 tiếng bên này đi, rồi thời gian nó ăn chơi thì 2 tiếng này, 2 tiếng này, mấy người kia chơi nhiều lắm. Ngủ hả? Ngủ, tụi nó ngủ ngày có 6 tiếng rồi ta ơi, 2, 4, 6. Rồi, cho nó chơi là 3, 3, 2 như tụi khác luôn, 3, 3, 2. Còn lại thời gian ngủ ở giữa. Thanh niên này chơi lúc nào cũng chơi mình nha. Rồi còn lại là nó làm việc 5 tiếng, chưa nghỉ 2 tiếng, làm tiếp 5 tiếng nữa. Rồi, ok. Hay là gì? Không biết, rồi. Chúng ta có nhân viên nghiên cứu rồi, thiếu một nhân viên bảo trì, tí nữa coi thằng nào mà lên cấp thì chúng ta cho nó đi làm bảo trì. Bên này là cái thẻ nhiệm vụ, thi thoảng trên bản đồ mấy cái thành phố này á, xuất hiện cái nhiệm vụ gì đó thì chúng ta sẽ cử nhân viên lại đó làm. Trong cái phòng truyền thông rồi, nghiên cứu truyền thông rồi nè. Bây giờ cái phòng giải trí nó chia thành ba nhánh luôn. Cái nhánh đầu tiên nó liên quan đến những cái thằng cù non nó làm việc ở đây, nhánh thứ hai là liên quan đến hoạt động xã hội bên ngoài, cái nhánh thứ ba liên quan đến hoạt động giải trí. Bây giờ chúng ta đã học được cái bài thông tin truyền thông, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ đầu tiên. Mình mỗi cái nhiệm vụ nó sẽ yêu cầu những cái chỉ số như thế này nè đó, cái nhiệm vụ này nó yêu cầu mấy cái chỉ số này thì mình sẽ chọn đứa nào phù hợp á, mình cho nó đi làm cái nhiệm vụ đó. Ở đây là tôi cho con bé thư ký này đi đi, nó có yêu cầu ba cái chỉ số này, kế hoạch với mà xã hội với mà lừa đảo gì là lừa bạc nè, thì đứa này nó có ba cái chỉ số luôn nên tỷ lệ thành công của nó là 100%, cử nó đi. Rồi ok, nó bắt đầu nó đi nó làm rồi đó. Sao con này nó chớp đỏ đỏ liên tục lên sao đó? À, đồ ăn dở tệ, nó đang chửi cái phòng này quá cùi bắp luôn, nó cũng chửi luôn. Rồi bây giờ đợi cái nhiệm vụ đầu tiên thành công thôi. Có đứa nào lên cấp nữa nào? Em da màu này nhận XP rất là chậm luôn, nên em này tôi sẽ hướng đến là đầu bếp với mà làm cái kia đi, làm bếp với mà dọn dẹp vệ sinh. Em này làm tập vụ ha. Rồi xong chưa, nhiệm vụ xong chưa, xong cái nhiệm vụ thì sẽ có nhận được mấy phần thưởng như đây nè, 160 mấy F, 160 F cho những con cừu non này, và 28 điểm truyền thông là cái điểm này đây. Điểm truyền thông cao thì mình sẽ có những tín đồ chất lượng hơn, sau này mình tuyển được nhiều thằng hơn. 6 đứa lận thiếu cái giường cho nó rồi, vậy ra xây thêm vài cái nữa đi. Anh em thấy cuộc đời nó khó khăn, nó nghèo, cho người ta vẫn sống vui, sống vẻ trong hạnh phúc như những cái căn phòng như thế này. Vô hoạt động giáo hội anh em ơi, đây đây đây, thiếu ghế hả? Ghế này ghế màu trắng thì cho nó đồng bộ. Rồi có sao không cho ông giỏi này đi được à, đang đến giờ rồi. Rồi giáo chủ bây giờ đang mà tẩy não những con dân của chúng ta. Bạn có nhận thấy có rất nhiều điều thành công gần đây không? Rồi xong rồi. Cái này là bảng thống kê cuối ngày, 10.000 tiền chúng ta đã tiêu hoang, nhận được 300 điểm mà tín ngưỡng này, điểm xanh này, nhận được 5 điểm vàng, 28 điểm truyền thông, không điểm nhiệt. Nhiệt này á là cái điểm mà gây bức xúc xã hội á, bức xúc nhiều quá thì sau này mấy thằng ở dân ở bên ngoài nó đi biểu tình chẳng hạn. Thì như cái trailer đầu game mà nãy tôi thấy là như vậy đó, chứ tôi cũng không biết đâu. Đừng có nghe tôi chém gió. Bên này là có phục vụ thức ăn thì nó sẽ phục vụ hai cái luôn, hai ba cái luôn. Nghiên cứu thì nãy giờ chưa nghiên cứu nè. Thôi, bây giờ cho nó nghiên cứu cái mà cái phòng giải trí, sau đó nhà bếp. Rồi, chọn hết cho nó đi, rồi từ từ nó bắt đầu nó nghiên cứu. Thì cái phòng giải trí trước. Là việc nhanh lên nào, cái tín đồ của ta. Anh em thấy logo biểu tượng nó rất là đẹp không? Ủa cái gì nữa đây?
trung bình cái phòng là 3 gì đó, phòng quan trọng thì mới 1/5 thôi. Những con chim quan đạo của chúng ta nè, à có thể đổi được nè, đổi cái tai thỏ sang cái màu màu hồng đi ha, màu hồng đi. Đó, tai thỏ màu hồng nó đẹp hơn. Con bé cu ly đi nghiên cứu nè, bắt đầu đi nghiên cứu rồi. Đấy khoan, còn mình phải phân công công việc nó nữa chứ. Đây, cái con bé nghiên cứu thì mình sẽ ưu tiên cho nó vô cái phòng nghiên cứu. Đó, còn con bé thư ký thì ưu tiên nó cái phòng lobby. Còn cái con tập vụ thì phòng bảo trì và cái phòng chưa có nhà bếp. Cái phòng này thì nó cần cái chỉ số lừa đảo và nói trước đám đông, nên tí nữa mình cho một đứa nào hoạt ngôn, con bé thư ký luôn chẳng hạn, để cho nó vô cái phòng này nói chuyện. Rồi, nghiên cứu thành công rồi. 28 điểm nữa thì mới bắt đầu nghiên cứu được. Ủa, mình mới xong cái phòng gì đó. À, cái phòng giải trí cho mấy nhân viên nó làm việc mệt mỏi thì nó đi nó giải trí sao? 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chốt ngay đây luôn. Phòng này là cái phòng giải trí rồi nó ăn chơi. Domino. Anh em đánh domino không? Hai cái bàn domino cái này cái gì? Cubit đó. Máy đánh bạc, trời ơi, tha hóa quá đi. Này mấy cái mà như cái dàn loa nghe nhạc chứ. Rồi máy phát nhạc, cái này là cái bối cảnh nó thì cũng cổ lắm nha. Có nhiệm vụ mới nè. Con thư ký thì nó chưa đi được. Rồi cho con bé tập vụ đi. Con bé tập vụ này nó lên cấp rất là chậm luôn. Cho nó đi đây. Cái thư ký này, cái nhiệm vụ này á, phát ngôn truyền thông á, nó sẽ cho mình 28 cái điểm mà điểm truyền thông nè. Nhưng mà nó đổi lại tới 8 nhiệt luôn nha. Nhiệt cao quá thì dân mình nó quậy đó. Mỗi ngày mình sẽ được trừ 6 nhiệt cũng ổn. Nó đi nó làm việc nè, thấy tội nghiệp không? Anh em thấy là bốc lột chưa? Phòng này có nên làm to cái nó không ta? Làm đi. Bui. Cái tường này nó là cái tường này phải không? Mình có một cái mà công việc cần phải làm bây giờ. Chào bạn. Có thể giúp tôi không? Một người đàn ông. Tôi dùng cái tôn dịch đi. Đọc chữ nhức đầu quá. Một người đàn ông đứng vẫy tay chào bạn từ phía bên kia đường. Mọi thứ trông giống như ở cái bốp điện thoại bằng gỗ màu xanh vậy đó. Với cái dòng chữ cảnh sát ở dược viết bên trên. Ok. Tôi đã mua cái gì? Tôi đã mua một cái hộp rồi để dịch. Tôi mua mua một cái hộp cảnh sát này. À, mua cái bốt điện thoại cảnh sát này từ một cái trang giao vặt ở trên cái tờ báo địa phương. Anh ta nói rằng cái hộp này có thể là một cái cỗ máy thời gian rồi có thể làm được mọi việc luôn, nhưng tôi không thể chạm đến được cái công tắc nguồn. Nó ở bên trong nó được thiết kế rất là tồi tệ. Rồi, bạn có thể bật công tắc trong lúc mà tôi đang ở bên trong được không? Tuy nhiên bạn phải lùi lại vì có thể tôi sẽ đi vào một chiều không gian khác. Sẽ thấy hiu hiu gì ta. Làm không? Ok. Người đàn ông biến mất bên trong và bạn khi như bạn nhấn công tắc và nhanh chóng nhanh chân quay trở lại ngay lập tức. Một màu xanh đen hiện đang nhấp nháy trên cái hộp, không có gì khác xảy ra cả sau vài phút đó. Người đàn ông xuất hiện trở lại và nói: năm nay là gì? 2052. Bạn nói với anh ta là năm 2052. Anh ta ra khỏi hộp. Chiếc máy này là của anh bạn, tôi sẽ không bao giờ quay lại năm năm 1970 nữa. Đây là bối cảnh game là 1970 đó. Mình bữa nó năm 2052, cho nên bây giờ mình có luôn cái bốp điện thoại. Ok. Đâu đâu đâu, bốp điện thoại đâu? Đây. Anh em thấy mà lừa đảo bây giờ nó ghê chưa? 8.000 chết. Cái gì? Vãi, xây một cái muốn phá sản luôn. Trời ơi.
Giờ không biết ai bị lừa mua cái bốt điện thoại gần 8.000 đô rồi gần 200 cũ hả? Người ta còn đang làm việc, nó dậy nó đi ăn này. Thôi xong cái mà web nè. Tiếp theo là gian bếp gì đó. Rồi mình bây giờ đã mở khóa cái chức năng mà tăng cảm xúc cho những cái mà tín đồ đó. Rồi cù non á, thì bây giờ đi ỉ xong thì nó phải rửa tay sạch sẽ, không rửa tay nữa thì nó dễ dính bệnh lắm. Nó khi nó dính bệnh thì nó có cái hiệu ứng bị thương, trạng thái bị thương rồi nó trừ mấy chỉ số gì đó. Một á, là chịu cái đó luôn, còn hai á, là mình gửi nó đến bệnh viện. Chưa mới nói xong cái con thư ký này cái tay bẩn đi ăn, trời ơi 16 giờ bây giờ tốc độ hồi phục năng lượng là trừ 30%, mình sẽ gửi nó đi đến bệnh viện ở đây bẩn thỉu. Mày đi tiếp khách và mày đi vệ sinh xong mày ăn bẩn gì đó. Xong, chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhận được cái phần thưởng là cái món quà nữa đó. Gà gáy rồi. Không, món quà gì đâu. Hai cái luôn. Ồ, chúng ta có những cái thứ trang trí đầu tiên trong cái phòng tiếp tân rồi. Tiền còn có 1.700 à. 30.000 đô. Mấy giáo dân đâu hết rồi, tín đồ đâu hết rồi, vào nghe giảng đạo nè. Đó lên 1.800 rồi. Sáng sớm thì nó sẽ chơi game, nó xả stress. Nhạc thì tôi không biết có bài nào không có dính bản quyền không, nên tôi bật đại cái bài này lên, nên nó cũng nghe hơi buồn ngủ một tí. Chứ nhạc trong game này nó là đó, nó cũng nhức đầu lắm. Đây là cái logo của hội chúng ta nè. Ủa con bé kia về chưa? Chạy đi vô bệnh viện cái đi luôn hả? Về. Còn 4 tiếng nữa nó mới hết bệnh. Rồi từ từ nó về nè. Về nè, nó tắm rửa rồi nó ra nó tiếp khách. 3 tiếng nữa là cái tay nó hết đau. Ủa cái tài nó hết dơ. Có ai vô gia nhập giáo hội của chúng ta không? Đi có đứa lên cấp. Thanh niên đu càng này cái chỉ số nó mặc định luôn là mặc định nó luôn là thuộc cái phương hướng lừa đảo này rồi. Mình cho nó tới luôn. Cái điểm đó thì nó dẻo miệng, rất là dẻo miệng luôn, nên mình sẽ cho nó vào những cái vòng gọi là sinh hoạt như thế này. Đó cái phòng nhảy nhót rồi nè, cho nó vô liền mấy phòng này. Mồm mép tép nhảy, gọi là đặt tên cho nó là mồm mép luôn, dẻo mỏ đó, không có quét nào để làm cả, không có cách luôn trời. Nó vô nó hoạt động mình nó tội nghiệp. Đó vô tham gia đi cái đồ của ta. Con này chưa biết nó là cái gì. Nó có một cái mà ưu điểm nè, một cái mà hạn chế. Còn cái này thì nó là cái cấp bậc gì đó. Vô sinh hoạt. Bây giờ nghe nè, mày có thể nhớ người đàn ông cao nhất thế giới là ai không? Rồi xong. Hôm nay chừng 10.000 nữa, sắp phá sản rồi anh em ơi. Rửa tay vô đó bay. Ăn bẩn dính bệnh một cái nữa là chết nha. Ủa sao giờ này có người lạ vô đây nữa? Mở cửa tới 8 giờ mà ta. Xong rồi, xong nghiên cứu xong nè. Rồi bây giờ mình đã có phòng mới, nó là cái phòng nhà bếp nấu ăn. Rồi sẽ đặt cạnh nó bên đây luôn. Nhầm 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 nhầm.
Bên này cái phòng nó là phòng ăn. Cái canteen, còn bên này là cái nhà bếp. Bên này là cái canteen. Rồi trong cái nhà bếp này thì mình đặt thêm một tí đồ, tủ lạnh nè. Lãnh tụ của chúng ta. Bếp rửa rau nè. Tủ lạnh mini nè. Rồi máy nướng, lò nướng nè. Có cái phòng bếp này thì chúng ta có thể đặt đồ ăn. Hiện tại thì 300 đô, trời ơi, gần 8 củ. Nó sẽ đi nó nấu ăn. Bây giờ kiếm một đứa làm cái nhiệm vụ nó ăn đã. 4 thằng đi làm. Hai đứa là đủ rồi. Mới 4 thằng đi. Rồi cái ở trên nhà ai trông vậy? Bỏ nhà luôn hả? Tín đồ của mình 6 đứa, nhưng mà cái thằng giáo chủ này ngu ngheo này nè. Thằng ngu ngheo này nó không có làm gì hết, nên còn có 5 đứa à. Bây giờ 5 đứa này thì phải. Anh em nhìn cái phòng này nó có cái cấp bậc này nha. Cái con kia mà cấp dưới 7 là nó không chịu làm. Là nó tục cảm xúc liền, khó tính vậy đó. Cái phòng này 11 đủ rồi, phòng này 16 đủ rồi. Ủa đâu, phòng này 5 à. Phòng này có 2 à. Nó xong nhiệm vụ em cho nó về. Còn 38 đồng. Ba đứa lên cấp luôn. Cooly nghiên cứu thì cứ mát điểm trí tuệ đi. Thiếu một đầu bếp thì tôi sẽ cho anh niên này làm đầu bếp. Đầu bếp thì nó tăng hai cái chỉ số này. Mấy chết rồi, nó có một điểm xã hội. Mà định một điểm xã hội cho nó lên cái này luôn, cho con bé này xã hội. Xã hội thì ưu tiên nó ở cái phòng mà lobby này. Nhiều quá vậy. Cù non đã nhận được một cái điểm gì đó. Cái con ghi chat em con đi này nó bị thiếu ngủ nên nó dính cái thuộc tính là giảm cái năng lượng tối đa xuống. Trời ơi, trời ơi, nó mới đi làm việc có một bữa nó thay độ. Lừa đảo với xã hội hả? Nè, còn có 100 đô à, xài tiền như nước chứ. Ghét chơi board game, nó là một cái thứ vô dụng, sẽ không có chơi mấy này giải trí nữa. Sao là toàn thủ tính xấu không gì này à. Cái gì nữa đây, xem thêm ở trang 17. Dự lực là cái vịnh trang trí làm đẹp bây giờ đã được thông qua mà không có bất kỳ sự phản đối nào cả. Ngoài người ta hy vọng cái đề xuất này sẽ cho thấy cái hệ thực vật và trang trí mọc lên khắp thành phố một cách hiệu quả luôn. Rồi, những cái vật phẩm trang trí ở bên ngoài bây giờ sẽ giảm giá 30%. Ủa, trang trí bên ngoài thì nó phát triển cho cái gì? Đây, ví dụ vô mà update nè, chọn cái outdoor nè. Ủa, cho lên 10 đô. Hồi nãy mình xây cái này tôi nhớ là 180 đô phải không? 2, 4, 6, 8, 9, 9 x 2, 18.
cũng cũng vậy mà. Con thằng mồng mép này mát chỉ số này luôn. Mẹ bấm làm bê tí. Chắc phải kiếm một đứa nữa ban ngày cho nó đi nghiên cứu á. Mình có thể tăng điểm tín ngưỡng, nâng cấp cái phòng tắm lên. Cần có 42 điểm lần mình mới có 24 điểm thôi. Có quét gì không? Không có luôn. Rồi chờ hết ngày rồi. Đó, tiền lên như nước luôn anh em thấy chưa, ngàn đô rồi nè. Từ sắp phá sản thì giờ chúng ta đã có tiền lên béo béo luôn. Thằng mầm mép này nó đang quản lý khá là tốt. Không có khách khứa gì này, mới có 7 thằng tín đồ thôi. Mình phải tăng cái số tín đồ lên thì mới có tiền được. Cố gắng đẩy lên 16 đứa luôn á. Chắc tại ít hoạt động vui chơi quá nên nó không có thích. Rồi, vô đây. Hợp dân, tổ dân phố. Rồi về đi mấy bạn ơi, không có gì nữa đâu, về đi. Giáo chủ đây nè, thấy chưa? Chuyện một bộ simi rất là tuyệt vời luôn. Nó chỉ ăn với chơi thôi nha. Vậy mà nó còn tục mod nữa. Ý, nó nghiên cứu xong rồi nè. Nghiên cứu xong gì ta? À, một cái phòng cầu nguyện gì nữa đó. 10x6. Rồi, cái phòng này là để chúng ta đi cầu nguyện với nhau thôi. Thôi vòng này không đặt đây đâu. Vòng này đặt đâu bây giờ? Chắc kế bên cái chỗ hợp cảnh luôn đi. Cái này nó làm bằng cái gạch này phải không? Trời ơi, nãy quên di dời cái kia rồi. Tốn 100 đô. Rồi, ok. Bây giờ xây cái phòng nó rộng lên tí. Ủa sao gạch nó khác khác nhau vậy ta? Kệ, khác tí không sao đâu. Rồi, cái phòng này là cái phòng gì? Còn cái phòng đó để tí nữa tính. Bây giờ chúng ta xây một cái phòng mới ở đây. Bằng xi măng, bằng gạch. Cái này đấy. 1, 2 ngay giữa nè. 1, 2, 3, 4, 5. Cảm giác nó là lạch sao. Rồi ok, đẹp đó. Cho cái phòng này thành cái phòng cầu nguyện luôn. Rồi đổi cái phòng cầu nguyện trên này thành cái phòng khác. Cửa. Hết tiền rồi.
Đây đây đây, phòng này thành nó phòng cầu nguyện nè. Ủa sao nó lạch lạch chứ ta? Hình như nó lạch thiệt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, là nô rồi. Mà hết tiền để sửa rồi. Thôi. Đẹp chưa? Rồi, phòng này là cái phòng dành cho những cái tín đồ đi cầu nguyện. Rồi ok đó. Bây giờ chúng ta hết tiền rồi. Biết sao giờ. Có quét mới, quét mới. Hai đứa. Ê, dính mã quyền. Bây giờ phải 6 tiếng nữa thì nó mới kinh đau cho đi làm được. Rồi, chờ 6 tiếng nữa thôi. Cái truyền thông mình đang rất là thấp luôn. Nên bây giờ những cái mà tín đồ đến đây thuộc dạng cực kỳ nghèo khổ. Bây giờ chúng ta sắp phá sản đến nơi rồi nè. Nghiên cứu đi. Rồi, bây giờ mình tăng cái truyền thông lên thì sẽ tăng cái chất lượng mà những cù non của mình lên. Chúng ta có phòng gì mới nữa ở đây? Phòng này nghiên cứu tuyển dụng. Không có tiền xây gì cho anh con 8 đồng bạc à. Sáng sớm hai đứa đi chơi domino rồi đi tắm chung với nhau luôn à. Cho con cừu kia nó làm việc chung với mình luôn ha. Con tập vụ thì nó đâu cần làm việc bên ngày đâu. Sao không có bi bắt tơ gì nữa anh chết rồi. Bây giờ thử sửa này đi, rồi copy của thằng này. Dán lên này. Không được á. À. Bây giờ thằng này nè. Chọn cái này, dán lên trên này, cũng không được luôn. Hiểu rồi, tức là nó chỉ đi copy được thôi, nó không dán được. Bây giờ xếp lịch rồi cho tôi nói cái đó. Hai đứa này cái công việc của nó tập vụ là nó dọn vệ sinh với nó nấu ăn á. Thì không cần làm chung giờ mấy anh kia. Nên mình sẽ cho nó làm việc buổi tối. 5 tiếng ở đây. 5 tiếng ở đây. Chơi 2 tiếng. Chơi 2 tiếng. 3 tiếng. 3 tiếng. Rồi còn lại ngủ. Rồi, nghiên cứu với tập vụ nó sẽ làm việc buổi tối nhiều hơn. Rồi, ok, phòng đó. Được 8 tín đồ nè.
phòng gì nữa, xây được ba cái sàn nhảy luôn. Từ 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 từ, vậy cái phòng này nó phải rộng ra. Phòng này disco cái sàn nhảy. Đó. Hết tiền luôn. Cái này 1.000 đô nữa, 1.500 đô nữa. Còn thiếu món nữa 1.000 đô nữa mới đủ. Đi lên cấp, lên cấp nè. Con bé thư ký cho lên 2 điểm rồi luôn. Rồi hai đứa này đi làm cái quét đi. Bắt đầu đồ đạc nó hư hỏng rồi đó. Mà không biết mình có tiền để sửa không. Sắp hết ngày rồi. Không có ai giảng điều răn luôn nè. Còn ba đứa nhà mấy đứa kia nó đi làm cái mission này hơi bị lâu quá nha, nó đi làm lâu nó về cái nó than mệt nữa là rồi. Cái bàn điều khiển sàn nhảy à, rồi đây là cái bàn nhảy của chúng ta đây. Thêm một quét nữa. Thôi cho con tập vụ đi đi. Tập vụ nó lên cấp chậm lắm. Chỗ này chắc phải tuyển thêm đứa nữa quá. Tuyển đứa này đi. Mai đứa này vô mình tuyển nó luôn. Nó là có một cái điểm ưu thế nè. Nó không có mấy cái điểm khuyết điểm này. Ngày ngày năm. Vui nè, lì đết qua nè. Rồi, đều lại đó. Xong nhiệm vụ. Rồi, bây giờ mình sẽ tuyển con cừu non này nữa. Con này không ai chế cho nó. Xin chào chưa? Phòng này phòng gì đấy? À, phòng nghiên cứu. Hết tiền rồi.
Còn thiếu mà một cái bảng này nữa ở đây. Bảng lập kế hoạch. Có phòng lập kế hoạch này thì nó boost cho cái gì đó chẳng hạn. Ủa đứa mới tuyển nó đâu ta? Mới tuyển thêm đứa là Charlotte Dumont nè. Nó cũng cực kỳ nghèo luôn. Bé này thì nó lập kế hoạch. Kế hoạch cao cho nó vô cái phòng kế hoạch. Ủa đâu? Điệp kế hoạch cao mà nó không làm được trong cái đó à? Không làm được cái méo gì cả. Cho vô được cái phòng bảo trì. Cu li mới. Rồi ok chưa? Còn mấy đứa nữa ta, còn cu mà mép này nè. Cu mà mép này thì cho nó thêm một cái phòng disco nữa, đó. Phòng cầu nguyện luôn. Rồi, cho nó thường xuyên vô ba cái phòng này. Đem thư ký thì sao? Không có điểm thu tiền nào cả, chưa có đứa nào làm cái công việc tính tiền khéo khéo nha. Phải có đứa làm bên cái công việc tính tiền khéo khéo đó. Cho bé này nó hay đi nói chuyện luôn. Điểm truyền thông của nó khá là cao. Bây giờ mình nâng cấp được cái phòng tắm lên nè. Nhưng mà có tiền không mới là vấn đề. Rồi mình đặt hạn mức tối đa ở trên này, sau này lên được mấy cái này nữa, mấy cái bình bông nữa. Thiếu diện tích đó ta. Ồ, bây giờ chúng ta có phòng tắm xịn trò rồi nè. Cái một là hết tiền luôn rồi. Bồn rửa tay. Ủa không, bồn này cũng cũ à. Có bồn mới 220 con tiền đâu trời. Con bé này tập trung 3 chỉ số 9 thôi. Lừa đảo nè. Xã hội nè, nói chuyện trước đám đông nè. Cù non nhận được cái gì nữa đấy. Làm việc ở cái phòng mà nhỏ hơn 40 ô thì nó sẽ ức chế luôn con bé thư ký này nha. Đấm chuyện chứ thiệt á. Giờ này thì về đi, vô đây làm gì nữa cậu ơi. Cái này nãy tôi chọn màu gì? Màu này phải không? Cửa này đặt cửa này ngán cửa này mà. Trời ơi. Tiếp theo là mình sẽ tăng thêm cái số lượng tín đồ nữa, hiện tại mới có 9 à. Sao thấp dưới ta. Truyền thông mình cũng làm tốt nữa mà. Trong mấy nè. Tuyển được mấy mà thành viên mức nghèo à. Mới nói xong. Hai đứa này có 66% à. Thôi để nó từ từ đi. Mấy tiếng nữa ta. Mấy tiếng nữa nó mới 8 tiếng nữa lần hả? Tạo con thư ký được rồi nè. Cái nhiệm vụ này khó như vậy đó hả trời?
Yêu cầu cái điểm này gì phải chờ thằng này rồi. Chờ thằng này. Cái nhiệm vụ này kéo dài 8 tiếng thì làm xong cái trên trước đi rồi làm cái dưới sau. Rồi, làm cái trên đi. Rồi 8 tiếng sau mình làm tiếp cái dưới. Ban đêm ban hôm đi làm việc nên tụi nó tụt mod rồi phải rồi đó. Nó stress quá nó đập phá nó quậy gì cái là mệt người nữa nha. Ừ, trời ơi nó chấm than rồi, có một cái yêu cầu gì mới nữa, bạn đang bước trên con đường đó nghe thấy tiếng huýt sáo gọi tên bạn. Ủa cái này giống cái nhà tù quá vậy? Bạn đặt chân xuống một bên đường nhìn qua cái cống thoát nước ở dưới cống và có một cái giọng nói vang lên ngày càng to hơn cho đến khi khuôn mặt của bạn cuối cùng cũng lộ diện. Đến một thằng hề rồi, cái phim IT à, thằng hề chui dưới ống cống nè. Tôi tên là Nick Mad, Nick Mad là chú hề chuyên gia nhảy mà ghét đan đó gì. Bạn có muốn một bà quả bóng bay không, nó miễn phí hãy nhận lấy đi. Đi ra. Trong cái phim IT đó thì bị kéo xuống này xong nữa ta. Tiếp cận nhưng và lấy quả bóng bay vì nó hoàn toàn miễn phí luôn. Rồi từ chối một cách lịch sự thôi, từ chối đi. Còn nhây nữa hả? Thôi đến đây nào. Bạn chưa quá già để cho chơi một cái quả bóng bay này đâu, lấy bỏ bóng đi, lấy đi. Rồi nó năn nỉ quá lấy luôn. Mà chơi ngu cái này thì bị cái gì không ta? Chơi đi. Rồi lấy quả bóng, lấy được quả bóng luôn nè. Bây giờ lên 22 tín đồ nè. Gà nó gáy rồi, sáng rồi nó, 6 giờ nè. Ông này ông làm gì trời, ông giáo chủ ông làm cái gì vậy? Đó, tiền lên đó. Xong rồi 8 tiếng sau mình làm tiếp cái quét này 15% à, khó dữ thiệt. Nếu yêu cầu cái điểm xã hội nè nên cần phải có con bé thư ký này cái đã, cần phải con bé này gánh tem mới được. Hay đây cu ly kế hoạch đó, cái kế hoạch thì bây giờ mình chưa cần nữa, để coi tăng điểm con bé này làm sao, cu này làm sao, nó cũng khá là cùi. Nên coi cái quét này nó cần cái điểm gì. Nói chuyện trước đám đông. Xã hội. Rồi cho nó nói chuyện trước đám đông đi. Điểm này của mình nó tăng vẫn khá là cao. Bây giờ tín đồ mình đứt quá ta. Phòng này không ai chơi à. Sao nó không chơi cái phòng đó ta? Tưởng con mèo. Cấp 5 này nè. Giảm được 7 nhiệt. Ngoài ra chẳng có tác dụng quá gì nữa cả. Mình tắm hơi.
phòng giải trí, phòng tắm hơi đi. Chín dân là trời, bèo gì vậy ta? Ê, trời, quên mất tiêu cái này. 700F của tôi đó. Trời ơi, quên mất tiêu cái web. Có mới nè. Làm cái truyền thông trước. Chết rồi, cái này chỉ có con thư ký làm được thôi, 12 tiếng nữa. Cũng không sao. Ủa, lại tuyển thêm đứa nữa mà ta. Chắc kiếm thêm một đứa mầm mép nữa. Và là đứa nữa bao trì. Tiếng gì tinh tình tinh vậy? Có cái bồn tắm này. Bỏ cái này luôn. Xây lại cái mà nhà xí cho nó gọn gàng tí nè. Hôm nay chúng ta đã có hai cái bệ xí mới. Nghiên cứu nhanh quá vậy ta. Ủa được cái phòng gì nữa đây? À cái phòng tắm hơi. Trời ơi, 1.000, 1.500, 1.500 đô. Modul Room là một cái nơi đặc biệt dành cho những cái tín đồ đó. Đấy, cái phòng này còn chưa có gì nữa nè. Không có tiền xây cửa luôn. Rồi, nói chung là ngày mai kiếm khoảng 2.000 đô nữa. Hết điểm rồi anh ơi. Có nhà sĩ mới nghe tụi nó phái vậy chứ gì. Hai ba tiếng nữa thì mới làm được cái quét kia. Sắp đủ điểm nè. 42. Rồi ok. 1.000 đô á. 1.000 đô xây cái phòng này. Cái này cái gì đây? Điện thờ hả? Hết tiền, 480 đô nữa thì mới đủ cái này. Đây là thiếu cái bàn thờ nè. Sắp đủ tiền rồi. Những con dân của ta. Đó. Đẹp chưa? Rồi bây giờ mình đã tuyển được mấy thằng nghèo. Nghèo thì chắc nó đỡ hơn rất là nghèo thôi. So với cái tụi rất là nghèo thì tụi nghèo nó vẫn cao hơn. Rồi em thư ký đi làm nốt cái web. Bên này thì tới 1.000 mấy lần. Hai cái 720 tới 1.400 lần. Ê, nó đứa lên cấp nữa nè. Rồi nó mát level luôn rồi. Mỗi ngày có khoảng 1.000 đô à. Tín đồ của mình ít quá à. Phải đi tẩy não nó, vụ kỵ nó sao nữa mới được á. Tham gia từ ngày 4. Tham gia từ ngày 3. Ngày 2, ngày 1. Không có đứa nào mới à. Mai mình rủ đứa này vô làm luôn. Năm 16 lần. Đủ nè, đủ nè. Bây giờ nghiên cứu cái gì bây giờ?
bàn massage điện. Phòng tắm được nâng cấp, bây giờ tốc độ sửa chữa nó sẽ nhanh hơn hả? Điểm tín ngưỡng bây giờ sẽ tăng thêm một tí. Lên đây. Level 3 truyền thông. Điểm nữa thì tăng vô cái này. Pixel Art Academy Diamond. Game gì ngổ quá vậy ta? Nâng cái phòng này lên đi rồi xây hoàn chỉnh cái phòng này, chúng ta tập trung nâng cái phòng tắm lên cho nó. Có phòng nào mình chưa xây không? Có gì nữa đây? Đi qua bờ biển thì bạn bị chặn lại bởi một cái nhân vật mặc áo tròn bí ẩn. Bất chấp ánh sáng chói chang phản chiếu từ biển, hình cái anh chàng mặc cái áo tròn bí ẩn đó vẫn như đang chìm trong bóng tối, như thể những cái bóng lẻ ra phải ở nơi khác. Cái gì? Hãy chứng minh cho tôi thấy bạn xứng đáng với vinh quang của cuộc đời này, hoặc là uống cạn nước giếng hư vô mãi mãi. Tôi cần phải làm gì? Bạn đã được tặng một món quà cực kỳ tuyệt vời luôn, món quà của cuộc sống. Hãy cho tôi biết bạn đã làm được gì để xứng đáng với cái vận may tuyệt vời này. Hình ảnh đang tạm dừng trong một thời gian ngắn hả? Biện minh cho sự tồn tại của bạn. Cái méo gì dưới này nè à? Bởi vì tôi có mái tóc đẹp. Tôi có chứng chỉ mà bơi lội bằng đồng á. Tôi tồn tại vì đáy xã hội. Cổng nắm vô mod 2001 đồng. Nhìn cái mặt nó nào. Trời ơi khổ. Nhiều điểm đây, 77 điểm rồi. Chứ có dính tín đồ gì nè ta. Không có ai ghé vô à, con thư ký nó đang cười vui vẻ luôn kìa. Anh nào vô chơi không? Đó, dụ dỗ đi, lên thằng thứ 10 ơi. Rồi, 10 thằng nè, đó. Đây, cái này là nó yêu cầu không làm được rồi. Ủa, nãy tôi nhớ mình có một cái thằng mà lên điểm gián điệp này nhiều lắm mà ta. Để đâu tiêu rồi. Thiếu một đứa gián điệp với đứa tính tiền nè. Mình đi coi tuyển được đứa nào vô. Đây. Đi dụ dỗ nó. Mất 2 tín đồ. Hồi nãy 10 mà sao giờ? À, 8. Cái này tốn 66 điểm mà. Tăng tất cả cái điểm năng lượng và cái chỉ số cảm xúc cho những con cù trong cái phòng này. Cái gì đây? Cứ đứa nào tụt mod hả? Nó bị thương gì rồi? Thôi cho nó đi bệnh viện. Ủa con này mới vô mà. Mới vô mà nó tốn tiền với nó nữa rồi đó, thấy không?
Được có 800 đồng. Khổ. Nghèo khổ. Nó sửa luôn rồi. Tôi tính đập bỏ cái đó luôn á. Rồi, tạm thời ba cái đi. Phòng này mới level 7. Tí nữa kiếm mấy cái gì trang trí đặt đây nè. Mình này có cái tượng mèo rồi. Mới level 5. Bốn tiếng nữa làm cái truyền thông trước, tập vụ hết việc rồi đi làm đi. Con kia nó đi bệnh viện về chứ ta, làm gì lâu dữ vậy, mày chưa biết nó cho nó làm cái gì nè. Hai thằng lính mới nè, tay bẩn đi chứ trời. Đi rửa tay mày. Rồi anh đi ngủ. Muốn ngủ phòng riêng á. Nghèo mà có tính gì vậy đó hả? Nè, chỉ số nó cực kỳ nghèo luôn. Đi, nó cộng hai cái mà giật thịt nè, cho nó đi làm đầu bếp. Nâng cấp cái phòng ngủ lên. Nâng cấp thôi chứ không có tiền để xây đâu. Quá không đứa nào làm cái quét này chung được à. 60% là sao, 1000 ép lẫn đó nha. Con cầu này chắc tôi đuổi nó luôn á, đuổi luôn đi. Phòng này điểm trí tuệ á, trí tuệ thì cho mà nghiên cứu vô luôn. Với điểm là xã hội. Xã hội là có đứa nào ta? Thư ký thì sợ nó hơi nhiều việc á. Nè xã hội có đứa tên xã hội luôn, chị mà không để ý. Tập vụ cũng nấu ăn luôn. Này nó được mặc định 2 điểm chặt thịt để nấu ăn, nên cho nó đi làm nấu ăn phải rồi đó. 40% mà không có khách khứa nào mới trên trời. Vô chơi mấy anh ơi, vô đi, ghé vô đây. Là nhiệt cao quá thì bắt đầu mới có vấn đề biểu tình, hay là mấy Conan ghé thăm nữa. Sung sướng không? Đây chúng ta có một số cái bàn chơi mới nè, bàn board game gì nè. Bàn này bàn gì?
Backgammon là cái bàn gì ta? Dạng như đánh cờ vậy ta. Này chắc không làm được rồi. 60% mà nó đi nó xịt cái nữa thì mệt lắm. Đi đi. Bệnh gì cử? Sử dụng một cái cù bất diệt để gia tăng thêm một tí cái tỷ lệ thành công của mấy cái nhiệm vụ. Không có ai dẫn đạo đây Vinh vậy. Thằng đó mình không điều khiển được. Cái cây này sao dở đi trước mắt vào. Tiền vẫn còn đang lên thì thêm cái bồn rửa tay nữa cho nó sạch sẽ. Mấy này ở dơ dưới trời lắm. 220 nữa thì xây cái bệ ở dưới cho nó. Rồi đủ rồi đó. Coi xịt hay là thành công đây. Thành công. Được 4 bức tượng luôn. Ôi ôi. Mà không có tiền. Rồi mới có 9 tín đồ thôi. Hai đứa lên cấp luôn nè. Này đầu bếp nha. Lưu game, lưu game, lưu game. Đầu tiên làm cái truyền thông trước. Tính tiền với gián điệp lại con thư ký đi nữa à? Nó không chịu đi đâu. Cái này càng khốc liệt hơn nữa nè. Có hai đứa này thôi. Cái quét này bắt đầu khó hết rồi đó. Tiền thì mình không có. À kiếm được mấy tín đồ chỉ số trung bình này. Nghèo. Ngày 10 nha, sau ngày 10 nha, những đứa sau ngày 10 sẽ ưu tiên tuyển dụng của nó. Đây có cái phòng mới là cái phòng gì đây? À cái phòng mà tấm bia. Sáng sớm gà gáy rồi. Thư ký 12 tiếng nữa lận. Bốn đứa này thì chỉ có 10% thôi đó trời. Này 1, 2, 3 điểm à. Mà cái trên này không được rồi. Ở dưới này đi. Gián điệp với tính tiền chắc còn thư ký này thôi. Nên cái điểm truyền thông nó vẫn ngon hơn.
Cái gì? Tín đồ nó đi rồi, nó chở thấy cảm thấy quá nhàm chán nên nó bỏ đi rồi. Từ từ gói phòng mới cho mấy anh chơi này à. Bốn trăm tám chục á. Đó, đã chưa? Đó. À, nhỏ quá. Thôi được rồi. Tư vấn cho khách đi. Sống tư vấn là được ta. Mới có 10 tín đồ à. Vô đi 11 không? Đó, 11. Có bạn nào ghé chơi không? Phần trăm luôn. Để tối đi, để tối đi. Này lấy 50 điểm truyền thông khá là ngon á. Ý, lên được cái phòng ngủ xịn sò hơn rồi nè. Chắc tôi chuyển cái phòng ngủ để nó qua bên đây luôn á. Trời ơi. Coi cái gì nữa đây. Nghiên cứu cái đã. 56 không đủ đâu. Một con quạ gì nữa đó. Một đám đông đang tụ tập trên vỉa hè xung quanh một người phụ nữ bị ngã và đang cố gắng đứng và dậy. Tại sao làm gì đó? Một người đàn ông với ống nghe và áo khoác trắng xuất hiện, giọng nói anh ấy tuyên bố: "Chào mọi người, tôi là bác sĩ Mít. Rồi quý cô này rõ ràng đang phải chịu đựng cơn đói. Nếu anh uống đúng cách thì sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều." Anh ta lấy một cái đánh bánh pizza ra và bắt đầu ném nhét nó về miệng cô gái đang thở hổn hển. Bây giờ đập cái bánh pizza ra khỏi tay và gửi cô ấy. 4 điểm đột kích. Đây là bữa trưa của tôi đó. Gã bác sĩ bắt đầu gào lên. Kiểm tra nhịp tim hả? Thi thoảng á thì cái cơn thở thì nó bắt đầu mà bị bắt đầu nghẹn lại nên bắt đầu kiểm tra cái đường thở thôi. Rồi. Ok. Hình như là chúng ta làm đúng. Nghiên cứu cái mà massage spa. Này cũng chưa có đâu. Rồi. Đêm này. Hãy tính làm gì nữa ta? À, xếp lịch lại cho cái thằng đầu bếp này nó xuống làm buổi tối. Điều này quản lý mệt mỏi như thiệt á. Quá nhiều thứ để mình phải làm luôn. Còn cái phòng này sao mà không thấy nó đẻ ra tiền ta? Level 3, 12, level 2, 11, level 5, 16. Ủa có phòng mới nè.
Sáng rồi, dậy đi mấy bạn ơi. Không có cù nào làm được cái này luôn. Có mỗi em thư ký thôi. Nên no hope rồi. Bắt thư ký làm việc nhiều quá là nó khùng lên là mệt nữa. Đây nó bắt mình nghiên cứu cái này nè. Tín đồ của mình ít quá à. Rồi đầu bếp bây giờ mát level luôn rồi. 3, 6, 8 là vừa đủ. Hút cái phòng này. Vì 2x7 xem cái cửa gỗ ở đây. Gì đấy, gì đấy. Xem tín đồ tự nhiên nó cai cú gì vậy? Mới trầm nhưng mà không ai làm được hết. Không có đứa nào hợp công việc này hết. Cái giường 290 đô trời ơi. Vậy là 10 lót đi là khoảng 5.600 đô á. Thực ra phải cần khoảng 3 cái giường thôi. Tại lúc mà mấy đứa này nó đi ngủ thì mấy đứa này nó thức rồi. Này bắt đầu nó chán rồi nè. Không có cách khứa gì ghé thăm cho nó. Nè vô đi. Lên 12. Rồi cộng 100 đô. Ghé vô mấy bạn ơi. Đây là phải bui cái gì đó ở ngoài này. Sân này thì mới hấp dẫn được người ta nè. Ở ngoài này thì có cái gì đâu. Nào đo nè. Không có gì cả. Hôm nay được 2 tín đồ mới. Thêm tí tiền. 200 đồng. 6 nhiệt. Y tế và xã hội. Phòng này là phòng kế hoạch. Kế hoạch cũng chưa có ai cả. Cái gì nó vậy? Rồi, anh đầu bếp với anh tập vụ đi được rồi. Tù non bị thương 6 tiếng, 6 tiếng không sao, cũng chết rồi. Nói trước 8 đồng. Chặt thịt. Mình đứa này 4 điểm chắc đủ quá ta. Mình nó 4 điểm chắc cũng đủ rồi. Có phòng mới nè. Phòng sofa bằng điện. Ây da. Trời ơi. Bệnh viện gì. Bạn ghé qua ở một góc phố và tình cờ gặp một cái trường quay. Ngài Mitsawa đang quay một bộ phim mới nhất của mình, một cái MV ca nhạc. Anh ấy vẫy tay chào bạn. Tôi không biết làm thế quái nào mà anh vào được đây. Anh bạn à. Nhưng tôi luôn có thời gian để dành cho người hâm mộ của mình.
hỏi về vấn đề chụp ảnh thôi. Tôi biết bạn thực sự là fan, bạn có muốn xin chữ ký lên cái tấm album của tôi không? Bạn thích bài hát nào? Đến đây là con của tôi. Cái mà dắt đội mũ hả? Ai am mà One God. Thôi chết rồi. Để tôi xếp cái tên ông này ra, ổng có tồn tại thực sự không? Có tồn tại luôn anh em ơi nè. Có tồn tại nhưng mà là một cái nhân vật hư cấu thôi. Có bài hát nào nổi không ta? Trong nhóm những cái hòn đá lăn. Bài hát đầu tiên có tựa đề đó là Eo Gây Cai. Lớp xong. Không bài nào liên quan cả. Sao giờ ta? Rồi có 6 điểm là tới 1.400. Mình còn thiếu thiếu cái gì không? À cái phòng match ra điện. Đồ gì mà mắc dữ gì này á. Ba cái giường mắt xa. Lên cấp thư ký lại lên cấp. Thư ký master bờ luôn rồi. Cái phòng massage điện này. Bộ điều khiển massage. Còn những gì nữa ta? Một cái bộ tụ điện. Sao nhìn thấy nguy hiểm quá vậy ta? Một cái quả cầu. Quả cầu năng lượng này 408 nữa. Xong nè. Nhưng mà bên này không thấy ai vô chơi cho nó. Cụ non nó bị thương 10 giờ. Trừ một tất cả các kêu không chết đâu. Mười ba tín đồ. Ghé đây chơi đi mấy bạn ơi. Nè vui tấm nè. Đây đây đây. Đổ mấy trăm tiền không sao cả. Ngày 10 gia nhập, ngày 10 gia nhập, ngày 2, ngày 10. Ngày 9, ngày 9 thì không chỉ số không có cao. Sau cái ngày 10 nãy á, ngày 10 nó rất quan trọng. Ngày 3, ngày 8, ngày 4, ngày 10. Ngày 10 khuyết điểm nhiều quá. À mai lấy này, mai tiễn cái thằng này vô. Quá cùi. Mai tiễn này vô. Level 4 truyền thông luôn. Lại bị thương nữa hả?
Sao mà toàn thương binh liệt sĩ không gì nào? Món mới, tủ lạnh nên được món mới. Cháu qua đây ngủ nè. Bạn đi đến một cái cây ATM mới, bạn quyết định là một cái khoảnh khắc. Bạn quyết định dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cái điều này. Tuy nhiên khi nhìn vào màn hình thì nó có hiển thị ra chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé. Ok. Cây ATM hiện lên một cái dãy số với một cái khoảng cách ở giữa 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Chính xác bây giờ thì 0, 1, 4, 9, 6, 6 bình phương 36. 2.500 đồng. Ôi ôi. Đi ngang cây ATM mà chơi đồng toán đố với nó được 2.500 đồng. Sao cây cứu vậy nè. Tính đồ mới không? Cây cứu nữa kìa. Tham gia từ ngày 4 thì nó bỏ đi luôn. Tại sao ta? Tham gia từ ngày 10 là tiễn nữa coi. Còn da màu không vậy trời? Ủa thì nó vô chưa? Vô nè. Trời trừ 2. Chỉ số đồ ăn tối đa nó giảm. Này cho nó làm kế hoạch đi. Tín đồ của mình nó không lên nổi là sao? Có tiền rồi, có tiền rồi. Ngàn tiền tiêu quá là nhanh luôn. Ba ba trăm à, vậy là phải 6 đến 7 điểm mới được. Cứ mỗi con mầm mép này là có cái điểm này. Thôi không cần đâu. Bây giờ tín đồ của chúng ta đã lên được chất lượng trung bình rồi, 52 điểm nữa thì lên chất lượng cao hơn. Mỗi ngày á mình phải trả cho những cái thằng tín đồ của mình á là số điểm này, những con cù của mình với số điểm này, còn tín đồ thì nó sẽ cấp cho mình mấy cái điểm. Tăng cái cáp của chỉ số lên 250 nữa là được 2.500 để nó đỡ vui. Tín đồ tăng lên này, tăng lên luôn, nhưng mà làm cái này trước đã. Nay đi ra ATM mới được 3.000 tiền á. Đâu bác mẹ trên trời đang chỉnh thôi. Mới vải. Đây 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 đây. Nốt cái cù non này. Vừa đủ luôn nè, vừa khích luôn á. Hết tiền, còn thiếu hai cái ghế. Đến mới này nó thuộc cũng như khu chuyện rất là nghèo đó trời. Chắc cho nó đi tính tiền á. Nè, liên quan đến những chỉ số tính tiền nè.
Đó, cho nó đi đây để nó kiếm thêm tiền. Tí nữa đi, tí nữa nó xong cái mission nó về chắc nó lên cấp. Năm trăm mấy tiền mới được cái này lận trời. Tối mình cấp rồi nào. Cái gì nữa đây? Mutant biến dị đã trốn thoát khỏi qua cái đường cống ngầm. Cư dân cảm thấy cái hiệu ứng sợ hãi của cái bệnh này. Hot Dog Man. Chọn một cái bộ đồ của người Hot Dog Man luôn. Cái ghê vậy? Ê, hiệu ứng là cái gì? Trời ơi, hiệu ứng bây giờ người ta sửa toilet nhanh hơn. Siêu lơ của chúng ta nè. Siêu lơ. Đây, đặt một vài cái món xịn sò vô trong này. Tượng vàng lên bậc 8 22. Kim tự tháp lên bậc 9 24. Phòng này quan trọng lắm, bơm thêm tiếng nữa đi. Ủa, có ghế xịn hơn rồi nè. Này bị thương lâu dữ ta. 16 tiếng nữa nè. Trừ 2 kỹ năng nấu ăn. Quên đó. $600 nấu mấy cái burger rồi không? Burger rồi đó. Rồi ok, 2, 4, 6, 8, 10 cái giường. 9 tính đồ. Còn bên đây xóa hết. Chết rồi, mất luôn cái nền đó trời. Lỡ xóa cái mất luôn cái nền. Ủa? Nó bị gì vậy ta? Không có quét được cái khu này nữa. Mười sáu phần trăm bỏ ta. Gián điệp và trí tuệ. Trí tuệ thì mới cử kia đi rồi. Bây giờ kế hoạch thì có đứa này rồi. Thiếu cái này nữa trời. Còn cái phòng này nó bị cái gì quên mất tiêu rồi. Nó thành cái mà bên ngoài luôn chứ. Lũ đạn nha nó. Cái gì vậy? Bảy mươi hai tiếng không thể làm việc. Còn thương binh liệt sĩ không mà. Ủa đâu có 7 tiếng mấy à, đâu phải 72 tiếng. Rồi cũng nhanh, không sao, không chết đâu.
Rồi không đủ tiền. Nghèo nghèo dữ gì nào. Đồ hư không ai sửa luôn. Này thì chưa xây xong nữa. Đó, lấy đồ đi sửa đi. Ủa, còn hư cái gì nữa đây? Rồi, máy bán hàng hư luôn này. Hai đứa này 33%. Vậy thì phải thêm cu ly nghiên cứu này nữa mới được. Bắt buộc phải thêm nghiên cứu này. Bán hàng thì cho hết vô điểm này. Nghiên cứu nó có bị cái gì đâu ta. À đi nhập viện luôn rồi. Thương binh liệt sĩ luôn rồi. Nè, bị bém 2 giờ nè. Thôi rồi, vậy là xong cái kia méo làm được luôn rồi. Rất là nghèo. Ngày 13, ngày 13, ngày 10, ngày 19, ngày 11, ngày 3, ngày 11, ngày 10, ngày 13 thì có đứa này. Bây giờ đủ cái nào mình hốt luôn. Đang chơi gì ta? Joy 2 gift. Rồi nó về luôn rồi. Nó về luôn rồi. Còn 7 đứa à. Bỏ thôi, không làm được cái này. Có tiền rồi, có tiền rồi, xây nốt, xây nốt. Truyền thống. Đi luôn đi, bốn đứa. Làm việc mệt quá, mai của nó lại quậy quạng nữa thì mệt. Toàn là cực kỳ nghèo không mà trời. Cái này nè, này mai tuyển được nó nè. Này nó tham gia vào ngày 13. Ngày 13 thì bắt đầu cái điểm mà truyền thông của mình nó khá là cao rồi. Nên sau cái ngày 13 á thì hy vọng được vài đứa chỉ số ngon. Một người phụ nữ vẫy tay chào bạn từ ghế đá công viên, nơi cô ấy đang viết ngoạch ngoạc một cách giận dữ lên một cái tờ giấy. Trong bạn khá là thông minh giúp tôi là bài báo địa lý này mà tôi đăng lên mạng. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi trở thành một nhà thám hiểm. Ok. Nơi nào không phải là hòn đảo đảo. Sao tôi biết? Ai kia lan. Vinland, Lapland. Không có Mỹ. New Hampshire phải không? Chừng 4 trụ bây giờ. Dốt. Cái giá của sự dốt.
ghi giữa chưa? Mình có thể làm cái beacon hay là cái sandwich gì đó hả? 600 đô để nó làm thêm đồ ăn. Bây giờ đồ ăn mình có khá là nhiều rồi. Mười ba tính đồ. Trời ơi, vẫn là rất nghèo. Cái số nó khổ. Đã vậy còn trừ một đống nữa. Thôi chơi chim cút luôn. Nhỏ. Ông nghiên cứu này hết què dò chứ đó. Ông đi chứ không ai nghiên cứu vậy. Còn 2 ngày nữa là ngày rưỡi nữa. Tính đồ của tôi gì mà nó đòi ngày 11 nè. Thôi, chỉ số thấp quá. Ngày 9. Ngày ghé vô chơi không? Phòng ốc xịn sò level 17, 96 ô như thế này mà không ai vô là sao? Nè. Ghi anh Phọt ngày 16, 14 tính đồ rồi. Amin. Ghi anh Phọt với ai mới vô vậy đó? À, xây được cái này là xong cái quét đầu tiên nè. Là cái này nè, chúng ta có thể định hướng được coi cái mà giáo phái của chúng ta nó sẽ đi theo cái hướng nào, phát triển theo cái chiều hướng như thế nào. Có tiền thì chúng ta chơi thoải mái. Ủa? Truyền thông. Có một con cừu thôi. Đừng nói chuột với double lít nữa trời. Coi, mai do đầu bếp đi làm đó là xong. Đơn giản. Bậc 9. Cái gì đây? Chỗ cây bonsai. Quả trứng khổng lồ. Cái tô đựng mà trái cây. Mấy cái này có 4 điểm à. Cùi. Kiếm nào 7-8 điểm thì mình đặt. Chơi vui không? Nếu chơi vui thì mình có tiền. Này có ai ở trên vậy? Tám tiếng nữa à. Này 2 điểm. 2 điểm cũng đủ thì đi làm luôn. Đó, chất lượng bây giờ của mình đã lên được mức good rồi nè, tốt rồi nè. Rồi ai những ai sau ngày 17 thì mình sẽ ưu tiên tuyển vào cái vàng làm việc của mình nha. Những tín đồ của ngày 17. Có ai ghé đây không? Con thư ký đâu tiêu rồi. Hình như không có chiêu phòng là tụi nó không có qua chơi thì phải.
Nhưng mà làm việc thì vẫn làm việc bình thường mà ta. Rồi, chủ yếu là điểm nghiên cứu thôi, không sao cả. Này là cái nào đó? Đi có nhiệm vụ truyền thông luôn. Hai đứa này ok. Này hai đứa này tí nữa đủ rồi, ok luôn. Rồi cái ông nghiên cứu về chưa? Về nè, què dòi cái chân gì đi bệnh viện 3 ngày chị chết lòi mắt luôn. Phòng này là cái phòng cầu nguyện. Đây. Giảm diện tích của cái phòng này xuống. Rồi xây lại cái con đường. Ok. Chỗ này mà mốt trang trí cây xanh gì nếu như có. Phòng mới hả? Phòng mô đun. Phòng quái gì đây ta? Nhận một lượng nhỏ HP. Phòng đó chắc trời qua đây đi. Cái gì? Bạn bước xuống một hành lang có ánh sáng mờ ảo và bắt đầu đi ngang qua một loạt các phòng chứa đồ. Tất cả cánh cửa nó đều thử mở tất cả cánh cửa trong đó, thì có một cánh cửa nó đang mở phá, mình lén lút đi vào bên trong. Trong trong phòng này thấy rất nhiều hòm gỗ hình chữ nhật nằm chồng lên nhau, chúng quá lớn để mở, nhưng cái ở phía trong ở căn phòng đã mở sẵn. Coi thử coi. Bên trong cái thùng đó là một cái quan tài khổng lồ và nặng nề như của vẻ là Ai Cập cổ đại. Mở nó ra,
Bạn nghe lời đồn về sấy ướp gì đó. Bạn bắt đầu dùng hết sức để đẩy cái nắp quan tài. Nó cực kỳ nặng nề, di chuyển ra một cách từ từ. Bên trong quan tài thì hơi thất vọng một tí, sét úp đã biến mất, các vật phẩm giá trị cũng không còn. Mình thấy sót một thứ lại trong cái quan tài, đó là dường như có hình xúc xích quấn trong băng. Người Ai Cập cổ đại để cái hình xúc xích đó để làm cái gì? Rồi luôn lấy cái cây xúc xích cổ đại đó về hả? Lấy luôn, lấy cái cây xúc xích đó về, không phải sử dụng nhà vệ sinh. Lời nguyền không phải sử dụng nhà vệ sinh. Ăn cám luôn rồi. Tự nhiên đem cây xúc xích trong cái mà quan tài về. Này vô ngày mấy đây bạn? Ngày 13 hả? Ngày 11. Ngày 16 nè. Trời vẫn cực kỳ nghèo, sao mà cùi như vậy? Mấy cái này đến làm cái gì? Giờ đáng lẽ phải mức tốt rồi đó. Tiễn còn mấy đứa gì không? Thêm một đứa làm nghiên cứu ban ngày đó. Rồi, cho nó làm nghiên cứu mà ban ngày đi. Quân thư ký rồi. Rồi đây nè. Sao có 12 tín đồ vậy trời? Có ai ghé vô không? Có ai không? Ghé vô đây chơi mấy bạn ơi. Khách khứa gì không? Ghé chơi. Này không có dấu đồ nào mới luôn. Cái gì đây? Vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đây. Này em thấy sao? Gì giống chạy lính quá vậy? Việc méo gì cũng con thư ký này nó làm, nó cho nó khổ phải cả. Thôi mai cho con kế hoạch này đi đi. 6 tiếng nữa cho con kế hoạch này đi. Hai đứa như thế này cũng dăm dăm nữa. Rồi lính mới này cho nó đi luôn, để nó lấy được 400 F này. Nhiệt hơi cao. Bây giờ nghiên cứu xong hai cái này nữa thì mình mở phá được cái này. Cũng còn hơi lâu á. Lượng follow của mình nó thấp dữ vậy nè.
không có khách khứa gì nó từ sáng đến trưa không có một vị khách luôn. Ghé thăm chơi mấy anh ơi. Nguyên ngày không có một miếng khách. Lên cấp không? Cái gì? Không phải đấy. Mấy này nó chơi dị quá. Nó chơi kinh dị quá. Kìa con nghiên cứu này lên cấp nè. Ủa? Đấy đổi tên nó rồi mà ta. Đang cầu nguyện không đổi được. Bỏ đi HD để chứ còn phân biệt được. Bây giờ mình có thể nghiên cứu hồi mà đi làm mấy cái nhiệm vụ để giảm nhiệt xuống được nè. Nhưng mà nhiệt mình chưa có cao nên không cần đâu. Giảm được 45 nhiệt, nhiệt mình mới có 27 à, không cần. Trong kế hoạch này đi, một đứa truyền thông nữa. Bịp bợm, nói với đám đông. Trí tuệ do con nghiên cứu cho anh đi được không? Cho nghiên cứu này đi. Nó đi để nó còn lên cấp. Nghệ sĩ đường phố Gates Gambit đang biểu diễn khi bạn đi ngang qua. Anh ấy vẫy gọi là bạn rồi một cách là rất là xa hoa quan trọng. Anh ấy đang biểu diễn cái trò lừa, cái trò mà chơi giữa cái bóng và trái cốc, thử thách người qua đường xem trái cốc nào ở dưới cái bóng nào. Thôi học hỏi kỹ năng thôi. Bọn họ đã cược 1.000 đô. Rồi bet 800 đô rồi. Nằm ở chiếc cốc mà không chiếc cốc nào hết chứ. Trái phải giữa giữa. Đó được 1.600 đô. Múa lửa hả bạn? Tự gì nó không ta? 10.000. Cái cây xúc xích của sáng úp nãy mình đụng về nè. 10.000 trời ơi. Nốt cái nến tượng thần Anubis. Ba tiếng nữa. Thôi bây giờ cái này tới cái này rồi xong rồi vô cái vấn đề chính của chúng ta là ở đây. Phòng nào nâng cấp được cái nào nữa không ta? Ủa có mấy cái bẫy ở đây nữa nè. 7 điểm luôn nè. Nhưng mà tới 2.000 tiền lắm.
vẫn là 14 tín đồ à, chán như thiệt á. Thôi chết rồi, chưa kịp. Đó, vòng này lên tới 20 luôn nè. Minh Cù làm việc khá thoải mái, có anh đầu bếp này hơi mệt thôi. Ngủ sợ ma hả? Rồi nó mơ thấy ma, nó muốn ngủ một mình. Có khi là sắp thiếu giường rồi đó. Lại thanh niên gánh tay mày đi nữa à. Hoàn thành 5 nhiệm vụ. Rồi ok, cấp cho anh ra lệnh. Đã được cái phòng mới gì đây? Phòng này hình như là cái phòng nấu rượu. Phòng nấu rượu thiệt. Bà nó chứ. Khi bạn đi dọc con phố, tình cờ gặp một người khá kỳ quặc đang mặc bộ cái trang phục rách nát. Anh ấy tiết lộ rằng anh ấy là một pháp sư đường phố. Hôm nay là ngày may mắn của bạn, nếu như bạn đoán được đúng ngửa hoặc sắp thì sẽ có phần thưởng. Đồng xu lừa đảo. Toàn là có 3 level không mà. Nào, hết cấp luôn rồi. Thiệt tình nhé. Không có tính đồ nào mới mẻ xịn sò hết à. Ngày 16 nè. Mười sáu nè. Nhưng mà ba cái điểm gỡ rồi. Khi nó đầy cái ống nè, cái đầy cái bồn tắm là mình mới coi được mấy cái chỉ số nó rõ ràng. Ngôi sao điện ảnh Bê Ma Donna. Ê, hiệu ứng nó là gì? Trời ơi, giấc mơ bẩn thỉu, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Giảm nhiêu nhiệt? Giảm 45 nhiệt, không cần. Mười hai tín đồ gì trời, thư ký đâu rồi? Làm cái nào để tăng cái follow này lên được? Lượng tín đồ mình có 12 à? Thử rồi, tự tuyển này chỉ số nó cao không? Cũng rất là nghèo luôn, kỳ gì ta. Trong khi truyền thông của mình lên tới 700 nè, tối đa là 1.500 á. Ủa, tối đa là 1.000 à, mình tới 750 rồi nhưng mà nó vẫn thấp như thế này. Nhiệt mỗi ngày tự động trừ 6, do mình hoạt động rất là yên bình luôn.
Còn 9 tín đồ vậy? Thôi rồi, thôi rồi. Khổ vậy đấy. Rồi, bây giờ mình xây được cái phòng quan trọng nhất rồi đó. Truyền thông 1, 2, 3. Ba đứa này đủ rồi, đi luôn đi. Này hoạt ngôn và bị bợm. Không, không cần giảm cái đó đâu. Còn cái này. Rồi hai đứa này cho thằng mới đi để nó lên cấp. Đây là phòng của lãnh đạo đây. Bàn nghiên cứu. Bàn chế tạo. Kệ sách. Đó. Rồi, bạn nó bây giờ đã mở khóa thành công cái phòng nghiên cứu của lãnh đạo. Bây giờ mình phải chọn cái chủ đề phát triển của mình. Ở đây có ba cái chủ đề nè. Hòa bình và tình yêu. Phát triển thêm những cái cây xanh như thế này. Tạo ra một thế giới yên bình. Không, chơi game này mà yên bình cái gì. Bán những cái cù nông của bạn cho quỷ. Cho dối. Triệu hồi chúa tể bóng tối. Bán cù nông của bạn cho quỷ. Chơi luôn. Rồi, coi như chúng ta đã xong một phần của con game rồi đó. Mầm mép thì bị thương 6 tiếng, không sao. Thằng nào bị thương nặng nặng bây giờ tôi hiến tế nó luôn. Không biết hiến tế cho dọn sao ta. Tiền gửi nữa xong. Còn có 9 thằng tín đồ à, trời gì. Không có khách khứa luôn nè, nhìn nó khổ vãi ra. Cái gì mà bị thương nữa rồi. 16 tiếng. Thiệt tình đó. Chất lượng tín đồ bây giờ đã lên mức là rất là tốt nè, tốt nè, rất tốt, tốt về tới trung bình rồi mới tới tệ. Em thư ký của mình là chỉ số trung bình nó đang gánh tem rất là nhiều quá. Ngày 22 đúng không? Sau ngày 22. Sao chọn được ta? Được rồi nè. Tăng thêm 4 con cừu nữa. 4 con cừu bất diệt nữa. Cái bây giờ những con cừu bất diệt của mình có đồng phục mới. Ác quỷ bây giờ sẽ được triệu hồi, tăng thêm cái mà tái tạo cái điểm đó lên 50%. Điểm linh hồn 50%. Chấp nhận mình bui thêm những cái cửa mới. Bây giờ đi theo con đường quỷ dữ. Trời ơi, follow bây giờ tăng thêm một nữa, 28 lên 29 mà ra mình chẳng có người luôn. Khổ. Không có người nào mới vô trời. Ai đây? À, giáo chủ nè.
Mình chưa biết nó cho nó làm cái gì. Bên này của mình thì cái hàng chống nhất là chắc cái hàng gián điệp này, nên do thằng đó làm gián điệp luôn đi. Rồi ok, làm gián điệp nha. Ghi anh là tên đúng cái tên gián điệp luôn. Rồi nó đi, nó ua này rồi. Rồi hôm nay chắc chơi đến đây thôi. Chúng ta coi như là có cái đường lối phát triển theo tư duy của quỷ rồi đó nha. Đợi nó xong cái này ở đây rồi chúng ta nghỉ. Có gì game này ổn ổn thì tôi chơi tiếp. Hiện tại thì nó hơi khó mà ngắt. Ghét cái mà trò chơi mà nhảy đố Gubit đó. Ghét cái trò chơi Gubit này. Thì mới nè. Tuyển được em này ngon á. Trăm bốn bảy rồi, bắt đầu hết điểm rồi. Từ đẩy mát cái nhánh truyền thông rồi luôn. Cái gì đấy? Chết tôi rồi. Nó có sếp không trời? Ôi vãi, không có sếp là tôi đập đầu nó luôn đó. Giờ mới định xong cái quét đó rồi nghĩ thì bạn đối xử với tôi như vậy đó hả? Thiệt tình. Team 17 nhớ mặt nhau nha. Đái xã hội, đái xã hội, đái xã hội. 21:54. Từ khúc nào vậy trời? Hy vọng là gần gần tí. Rồi cũng gần, cũng gần. Chưa sao, chưa sao. Cách đây khoảng 1-2 phút thôi. Hồi nãy tôi đang làm cái gì ta? À, đang dọn cái nhánh nghiên cứu. Cái này của mình nó phui hoài luôn rồi, nên không cần nữa lắm. Tín đồ của mình ít quá à. Mình đang hóng em này nè. Đủ chỉ số thì tuyển em này luôn. Mới tham gia ngày... Ủa? Đi vô ngày 1. Ủa sao mất một người đó vậy? Vô ngày 20 nè, 13, 20. Vô ngày 20 mà vẫn cục cái dạng rất là nghèo quá. Rồi mình đã xây được cái bệnh viện hay trạm xá gì đó đó. Xong 5 nhiệm vụ nè, giảm được 8 nhiệt nè. Chả thấm vào đâu cả. Toàn này rất nghèo mà, game này có khi nó bị lỗi thiệt rồi đó. Tại vì chất lượng tuyển dụng mình gần như mát luôn này. Nè, nó lên tới very good luôn nè. Rồi thôi, mua game mới đã. Không biết game nó có lỗi hay không. Rồi ok, bye bye anh em, có thời gian tôi chơi tiếp game này. Nó cũng tương đối ổn thôi, chưa thấy nó quá mức ấn tượng. Nhiều cái là có hiểu phết, không có cách nào cải thiện cả. Rồi ok, bye bye anh em.